Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn Thạch Trư ngay sau đây. Sao? Toàn tộc rời đi sao? Âm Phụ Khang có chút chần chờ bất định, trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó triệu tập các tộc lão nói lại việc này. Đông đảo trưởng lão của Âm Khang Thị trong tộc cũng là chần chừ bất định, không thể quyết đoán. Đây là do quán tính quấy phá, đột nhiên phải xa xứ đi tới một địa phương xa lạ, trong nội tâm luôn sẽ có chút chống cự. Cho dù hoàn cảnh sinh hoạt của Thiên Hà Chi Châu hiểm ác đáng sợ, cho dù nơi này là địa phương dùng để trấn áp Âm Khang Thị, thì trong lòng bọn họ cũng không quá tình nguyện rời khỏi cố thổ nơi đã sinh dưỡng ra bọn họ. Nhất định phải rời đi, bằng không Âm Khang Thị ta khó thoát kiếp nạn diệt tộc. Âm Phụ Khang cắn răng nói, cùng lắm thì dọn luôn cả Thiên Hà Chi Châu cùng đi. Ta đi mời linh của Tổ Tông, có linh của Tổ Tông cộng thêm đế đỉnh, sẽ có thể dọn đi Thiên Hà Chi Châu này. Đám tộc lão nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết, nhao nhao đứng lên nói, được, mời linh của Tổ Tông hạ giới, dọn đi Thiên Hà Chi Châu, đi tới Trấn Thiên Quan đặt chân. Ngay cả Trung Nhạc cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Mời linh của Tổ Tông hạ giới ư? Đây là muốn mời linh của Âm Khang Ma Đế từ trên hư không giới hạ phàm hay sao? Âm Khang Thị thân là đế tộc là bởi vì tổ tiên từng xuất hiện một vị Âm Khang Ma Đế. Mặc dù tranh đoạt đế vị với Thiên Nguyên Thiên Đế thất bại, cả đời bị trấn áp ở nơi đây, nhưng ngay sau khi chết đi, linh hồn đã tiến vào hư không giới, hưởng thụ đời đời con cháu hậu đại tế tự. Đối diện với loại đại sự toàn tộc rời đi này, quả thật có thể mời linh hồn của Âm Khang Ma Đế hạ giới, tế khởi Trấn Thiên Hà đỉnh, kéo Thiên Hà Chi Châu cùng đi, thoát ly Thiên Hà, rời xa đế tinh, đưa tới trong vũ trụ tinh không, trực tiếp dọn đi một phiến Thiên Hà Chi Châu, đây tuyệt đối là một đại thủ bút. Trực tiếp dọn đi Thiên Hà Chi Châu cũng là một ý kiến hay. Nếu phiến Thiên Hà Chi Châu này dọn tới Trấn Thiên Quan, sẽ có thể khiến cho thực lực của Trấn Thiên Quan tăng lên rất nhiều. Đã có thủy sư của Âm Khang Thị bảo hộ, nghĩ muốn công phá Trấn Thiên Quan tuyệt đối là không dễ dàng như vậy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, nhưng hiện tại nan đề duy nhất chính là Thủy Sư Thiên Đình và Bàn Hồ Thí có chịu để cho Âm Khang Thị dọn đi hay không đấy. Âm Phụ Khang và đám tộc lão quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân, tuyên bố toàn tộc rời đi, chuẩn bị dọn tới Trấn Thiên Quan. Ngay sau đấy, từng tòa tế đàn thắp sáng, vô số tộc nhân Âm Khang Thị vần quanh tế đàn cầu chúc tế tự, thanh âm xuyên thấu trời xanh truyền tới hư không giới. Trong các chư thiên của Âm Khang Thị cũng có không biết bao nhiêu tộc nhân đang sinh hoạt, ngoại trừ ba tòa chư thiên dùng làm đồ cưới cho Âm Phiền Huyên khảm lên trên bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân ra, còn có 18 tòa chư thiên nữa. Mặc dù năng lực sinh sôi nảy nở của Âm Khang Thị không mạnh, nhưng tất cả Âm Khang Thị sinh hoạt trong những chư thiên này và Thiên Hà Chi Châu kết hợp cùng một chỗ, số lượng cũng đạt tới trên dưới 100 ức nhân khẩu. Toàn bộ những tộc nhân Âm Khang Thị này đồng thời tế tự dâng lên huyết nhục, quang mang xích khổng sắc từ trong từng tòa tế đàn xông thẳng lên hư không giới, không biết bao nhiêu quang mang hội tụ thành hồng lưu. Một đạo quang trụ xích khổng sắc thật lớn xây dựng lên một cây cầu nối giữa hư không giới với thế giới hiện thực. Thanh âm tế tự vang vọng kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả Âm Phụ Khang và rất nhiều tộc lão cùng với các tạo vật chủ trấn thủ các chư thiên cũng nhao nhao tế tự, trang diện càng lúc càng hoành đại. Trong thanh âm tế tự, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ từ hàng lâm, cường đại khiến cho không trung cũng phải run rẩy không ngừng. Linh của Âm Khang Ma Đế cuối cùng cũng từ hư không giới hàng lâm xuống thế giới hiện thực. Trấn Thiên Hà đỉnh không ngừng ong minh ngâm khẽ, kiện đế binh này đang chấn động minh hưởng, phảng phất như đã quay trở lại đoạn tế nguyệt thượng cổ huy hoàng được Âm Khang Ma Đế chế tạo ra cùng với ma đế chiến đấu. Kiện đế đỉnh này trải qua mấy vạn năm tế tự cũng đã sắp sửa đản sinh ra linh. Kiện đế đỉnh thông linh gào thét bên lên, rơi vào trong tay đạo thân ảnh vĩ ngạn này. Con dân của ta. Đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa giữa không trung mở miệng, sau đầu của hắn từng đạo quang luân ong ong đại phóng, càng lúc càng lớn,
cắt qua thiên hà Chi Châu, kéo dài tới bên trong thiên hà. Ánh mắt cự nhân kia tràn ngập thương xót, cả từ ái. Hắn mở miệng nói: trước đây ta đã sai lầm, hôm nay sẽ bù đắp lại. Đạo quang luân thật lớn cắt vào thiên hà, cuốn lên vô số tinh xa trong thiên hà. Tinh xa nhanh chóng bành trướng, biến thành từng khỏa ngôi sao chói mắt, dung nhập vào trong quang luân. Năm đạo tinh hà đang từ từ hình thành, trang diện đồ sộ, khiến cho Trung Nhạc cũng nhìn tới mức trừng mắt há miệng. Âm Khang Ma Đế dù sao cũng đã qua đời rồi, nhục thân không còn tồn tại, cho nên không có huyết mạch luân, chỉ có năm đạo quang luân mà thôi. Hắn quan sát linh của Âm Khang Ma Đế, trong lòng thầm nghĩ: nhục thân của Âm Khang Ma Đế chết già, huyết mạch luân liền tan vỡ. Vị tồn tại dám tranh đoạt đế vị với Thiên Nguyên Thiên Đế này, bởi vì đã chiến bại, dẫn tới chủng tộc của chính mình bị chấn áp trong thiên hà Chi Châu, cả đời buồn bực chán nản, rốt cuộc chết đi trong u uất. Hiện tại linh của hắn từ trên hư không giới trở về, chính là muốn phá hủy phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế, giải phóng tộc nhân từ trong chấn áp ra ngoài. Vô số thần ma Âm Khang thị quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng chiều bái. Năm đạo quang luân sau đầu linh của Âm Khang Ma Đế càng lúc càng lớn mạnh, càng phát xa sáng rực rỡ. Trên không trung, Chấn Thiên Hà đỉnh cũng chúc ngược xuống, uy năng của kiện đế binh này cũng càng lúc càng mạnh. Vô số đầu đại đạo, đế cấp, đồ đằng thô to, giống như trường long, giống như nộ dao, từ giữa không trung vươn lợi chảo xuống, chụp lấy bốn phía trên Thiên Hà Chi Châu. Đại địa điên cuồng chấn động, trong phiến Thiên Hà Chi Châu này ẩn giữa phong ấn do thiên đình của Thiên Nguyên Thiên Đế năm xưa lưu lại. Những phong ấn này vốn dĩ nối liền với thiên hà, hiện tại đám phong ấn này đang nhao nhao băng liệt đứt đoạn, mà Thiên Hà Chi Châu mênh mông bát ngát cũng đang run rẩy chậm rãi bay lên. Lực lượng của đế là lực lượng tạo hóa đoạt thiên địa, là lực lượng đại đạo, thậm chí có thể sáng tạo ra tinh hà, xây dựng luân hồi. Cho dù Âm Khang Ma Đế đã chết, thế nhưng lực lượng tế tự mời linh hồn của hắn trở về nhân thế, cộng thêm đế binh của hắn, rốt cuộc cũng có thể chấn động Thiên Hà Chi Châu. Phiến Thiên Hà Chi Châu này từ từ bay lên không trung, phía dưới mảnh lục địa thật lớn, vô số sợi rễ xuất hiện. Đó là phong ấn của thiên đình, Thiên Nguyên Thiên Đế, giống như ngàn vạn sợi rễ của một cây cổ thụ vậy, liên tiếp thiên hà, hấp thu năng lượng từ trong thiên hà. Hiện tại, những sợi rễ này đang không ngừng đứt đoạn, khiến cho Thiên Hà Chi Châu bay lên càng lúc càng cao. Thanh âm băng liệt thật lớn vang vọng thiên địa, chấn động thiên hà. Trong Thiên Hà Chi Châu của bàn hồ thị, không biết bao nhiêu thần ma bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang thị, trong lòng giật mình, ngơ ngác nhìn một màn đồ sộ này. Lâu Chính Sư đang cùng tộc trưởng bàn kê của bàn hồ thị chiêu đãi Phong Vô Kỵ, nghe được thanh âm băng liệt xa xa chuyển tới, bên ngoài lại vang lên thanh âm ồn ào náo động. Đám người vội vàng đi ra thánh điện, nhìn về phía địa phương thanh âm băng liệt chuyển tới, cả ba người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Âm Khang thị muốn chạy trốn ư? Lâu Chính Sư cao giọng nói: Mạc tiên sinh phân phó tuyệt đối không thể để cho Âm Khang thị đi tới Chấn Thiên Quan. Nếu như Âm Khang thị tới Chấn Thiên Quan, khí vận của Tiên Thiên Đế Quân sẽ liền vô cùng cường thịnh, từ khí vận phòng thủ biến thành khí vận xâm lược. Bản kê huynh, ta và ngươi lập tức xuất lĩnh hai đại thủy sư đi tới công phạt, quấn lấy Âm Khang thị. Vô Kỵ tiên sinh cầm theo sắc thư của hai nhà thiên đình và bàn hồ thị đi tới thế ngoại chi địa, mời Phục Hy nơi đó tương trợ. Bản kê nhíu mày có chút chần chừ. Âm Khang Ma Đế hiện thân, thôi động đế binh vận chuyển Thiên Hà Chi Châu, hắn cũng không muốn lúc này liều mạng với Âm Khang thị. Phong Vô Kỵ nhanh chóng nói: Nếu đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến vậy. Kính xin hai vị phái ra tồn tại cấp đế quân cùng đi với ta, nhằm tỏ rõ thiên đình và bàn hồ thị vô cùng xem trọng Phục Hy. Lâu Chính Sư gật đầu, lệnh cho Phó Đô Đốc Thủy Sư theo hắn cùng đi. Bàn Kê cũng phái Bàn Việt đi theo Phong Vô Kỵ, rồi lên tiếng nói: Vô Kỵ hiển chất, còn cần gì nữa không? Lâu thuyền, đại hám, thiên tài địa bảo, bản hộ thị ta cái gì cần đều có cả. Phong Vô Kỵ cười hăng hắc nói: Chỉ cần bọn họ cộng thêm một chiếc thuyền nhỏ nữa là đủ rồi. Vô Kỵ tiên sinh thật sự thanh cao, khí khái vô song. Bàn Kê tán thán một câu, sai người chuẩn bị cho hắn một chiếc thuyền nhỏ. Chính mình thì cùng Lâu Chính Sư xuất lĩnh thủy sư thiên đình và thủy sư bàn hộ thị giết về phía Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang thị. Phong Vô Kỵ dẫn theo hai tôn đế quân chậm rãi lái thuyền về phía thế ngoại chi địa. Phó Đô Đốc Thủy Sư Thiên Đình, Thư Vân Thiên, tộc lão Bàn Hồ Thị, Bàn Việt, hai tôn đế quân một trái một phải đứng sau lưng của hắn. Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang thị bay lên không trung, khiến cho trong thiên hà
dâng trào gió to sóng lớn. Bất quá có hai tôn đế quân này ở đây, bất luận sóng gió gì cũng không thể lan tới bên cạnh chiếc thuyền nhỏ này. Bên kia còn có một chiếc lâu thuyền cũng đang lái về phía thế ngoại chi địa. Đột nhiên Thư Vân Thiên chợt kinh hãi nói. Phong Vô Kỵ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền đang từ một phía khác lái tới. Mục đích hẳn cũng là thế ngoại chi địa, chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy trên thuyền có nhân ảnh chấn động, nhìn không rõ là ai. Là lâu thuyền của Âm Khang Thị. Cặp mắt Bàn Việt khẽ nhau lại nói. Phong Vô Kỵ cũng nhất thời ngưng trọng nói. Xem ra kế sách các ngươi mời ta tới đây đã bị nhìn thấu rồi. Trên chiếc thuyền kia tất nhiên có Dịch Tiên Sinh. Lập tức gia tốc phải tiến vào thế ngoại chi địa trước bọn họ một bước mới được. Hai tôn đế quân thôi động chiếc thuyền nhỏ, tốc độ chiếc thuyền nhỏ nhất thời gia tăng thật nhanh, mà tốc độ chiếc lâu thuyền kia cũng đang tăng lên. Hiển nhiên trên chiếc lâu thuyền kia khẳng định cũng có cao thủ đang điều khiển. Qua không bao lâu, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền đã tiếp cận. Phong Vô Kỵ nhìn rõ người trên thuyền, cười lạnh một tiếng nói. Quả thật không ngoài dự liệu của ta, quả nhiên là Dịch Tiên Sinh. Cái tên này thật to gan, không ngờ chỉ mang theo một tôn tạo vật chủ và một tôn chân thần mà cũng dám tới đây sao. Trên chiếc lâu thuyền kia, Trung Nhạc đang đứng ở đầu thuyền, bên cạnh chỉ có một tôn tạo vật chủ và một tôn chân thần. Tạo vật chủ là Phù Lê, chân thần là Hỗn Độn Vũ, hai người phân biệt đứng hai bên sau lưng của hắn. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần, đều đang tiến về phía thế ngoại chi địa. Hiện tại thật ra chính là cơ hội tốt nhất để đánh chết hắn ta. Ánh mắt Phong Vô Kỵ khẽ chớp động, hai tôn đế quân sau lưng hắn đột nhiên xuất thủ, xuyên qua ngàn vạn dặm, mạnh mẽ oanh ra một đạo thần thông. Thực lực của hai tôn đế quân này mạnh mẽ tới đáng sợ, cho dù là cường giả đẳng cấp như Phù Lê cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ đón đỡ. Bất quá, thần thông của hai tôn đế quân còn chưa đánh tới, đột nhiên chỉ thấy ngàn vạn đạo thần hà và thần quang quanh quẩn, một cây phù tang thần thụ chợt xuất hiện, dựng thẳng lồng lộng chống trời, ngăn cản thần thông của hai tôn đế quân. Sao, đế binh của Hỗn Độn Thị ư? Hai tôn đế quân nhất thời kinh hãi, ngay sau đấy liền đại hỉ. Tiểu gia hỏa Hỗn Độn Thị không thể thôi động được uy năng của đế binh, chỉ là dựa vào uy lực của bản thân đế binh để đối kháng thần thông của chúng ta mà thôi, giết hắn cực kỳ đơn giản. Trong lòng bọn họ cũng đều cực kỳ tâm động. Loại bảo vật đế binh này dù sao vẫn là rất hiếm quý, nếu có thể đánh chết Hỗn Độn Vũ, đoạt được một kiện đế binh, đây cũng là một chuyện vui mừng cực lớn. Mà đối với bọn họ, giết chết tồn tại nhỏ yếu như Hỗn Độn Vũ bậc này thật sự quá đơn giản. Dùng tiếng thét đánh chết, dùng thần thông đơn giản đột phá không gian mà gạt bỏ, dùng thần thông lục đạo khiến cho hắn rơi vào trong lục đạo luân hồi mất mạng, hoặc là tiếp cận dùng lực lượng nhục thân đánh chết, tất cả đều là dễ như trở bàn tay, không cần phải lo lắng sẽ xúc động uy năng của Phù Tăng thần thụ. Chỉ là chiến lực của gã dã man nhân tộc Phù Lê ở bên cạnh hắn cũng không thể khinh thường. Nghĩ muốn dùng phương thức này ám toán Hỗn Độn Vũ còn phải qua cửa ải của Phù Lê này trước đã. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần, chiếc thuyền nhỏ của Phong Vô Kỵ so với chiếc lâu thuyền của Trung Nhạc nhất thời lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Phong Vô Kỵ vốn dĩ muốn sử dụng một chiếc thuyền nhỏ vượt thiên hà thể hiện ra khí khái thanh cao, mà hiện tại đã tới chiếc lâu thuyền của Trung Nhạc, nhất thời liền cảm thấy khí khái của chính mình thấp hơn không ít. Dịch Quân Vương. Phong Vô Kỵ không chút để ý, hai ống tay áo phiêu phiêu, mỉm cười chào hỏi một tiếng. Trung Nhạc chắp hai tay sau lưng nhìn chiếc thuyền nhỏ tiếp cận, mỉm cười đáp lễ. Vô Kỵ tiên sinh. Dịch Quân Vương chủ động đi tới thế ngoại chi địa, đây là muốn tìm chết hay sao? Ánh mắt của Phong Vô Kỵ chuyển động, mỉm cười nói. Âm Khang Thị đang tế tự Âm Khang Ma Đế, tộc trưởng, tộc lão của bọn họ, ngay cả một trợ thủ đắc lực cũng không cấp cho ngươi. Hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có một tên đại ngu đần như thế này, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hai chiếc thuyền nhanh chóng tiếp cận, Thư Vân Thiên và Bàn Việt sát khí đằng đằng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo khởi giết tới trên lâu thuyền. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Hiện tại tính mạng của ngươi chính là nằm trong tay ta, ta ngược lại thật có chút không nỡ cứ như vậy mà giết ngươi rồi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một tiểu hài tử mặt đầy thần sắc vô tội, nhét vào trong ngực Phù Lê rồi nói. Mang nó đi. Phù Lê ôm lấy tiểu hài tử kia, phóng người bay lên, chân đạp trên tinh hà, phóng chạy như điên. Mà ở sau lưng của hắn, Thư Vân Thiên và Bàn Việt lao thẳng lên không trung, đuổi sát phía sau. Thân hình ba người lao đi cơ hồ xé rách không gian thiên hà.
Thời điểm ánh mắt của Phong Vô Kỵ rơi xuống trên người Tiểu Hoài Tử, thần trí của hắn đột nhiên trở nên hôn mê. Đang muốn đuổi theo thì ba người phù lê đã xông ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn, khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Lúc này mới phát hiện hắn đã bước nửa bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ, nhất thời không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Chiếc lô thuyền nhẹ nhàng đụng vào chiếc thuyền nhỏ, cơ hồ đụng cho chiếc thuyền nhỏ này xoay ngang mấy vòng. Trung Nhạc từ trên cao nhìn xuống, cười híp mắt nói: "Vừa rồi Vô Kỵ tiên sinh mới nói cái gì vậy? Ta nghe không được rõ, còn xin tiên sinh lặp lại một lần." Trên trán của Phong Vô Kỵ mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, trong mắt loạn chuyển. Đột nhiên trên cổ chấn động, ba cái đầu xoạt 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 một tiếng chui ra, há miệng quát lớn: "Đinh đinh 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 đinh!" Chiếc lô thuyền lập tức dừng lại, bị định trụ bên trong thiên hà. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ ở trên thuyền cũng bị định trụ trên băng thuyền, không chút cử động. Phong Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, thư thái cười một tiếng nói: "Ta nói tính mạng của ngươi là nằm ở trong tay của ta kìa." Đúng lúc này, thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng vang lên, không gian toàn thân Trung Nhạc không ngừng chấn động, mỉm cười nói: "Ồ, tiếp tục nói đi." Con ngươi của Phong Vô Kỵ nhất thời co rút lại. Chiếc lâu thuyền và chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ phiêu phù trên thiên hà. Mồ hôi lạnh trên trán Phong Vô Kỵ càng lúc càng nhiều, cảm thấy không khí áp lực trước giờ chưa từng có. Thân phận của hắn đặc thù, ở bất cứ địa phương nào cũng đều là như cá gặp nước. Ở trong Bích Lạc Cung cũng có một chỗ đặt chân, thậm chí ở trước mặt tồn tại đế cấp cũng có thể chuyện trò vui vẻ, không có một tia luống cuống nào. Hiện tại lại được xưng là tiên sinh, trước giờ thông minh hơn người, bảy mưu nghĩ kế, lại là đệ tử của tiên thiên thần Đồ Úc, thân mang huyết mạch hai đại hoàng tộc. Nhưng hắn lại nhiều lần ăn thiệt thòi ở trong tay gã nam nhân trước mặt này. Một lần hai lần ngược lại cũng thôi, quan trọng là rất nhiều lần đều ăn thiệt thòi. "Trung Sơn Thí, người giết không được ta, ta không sợ ngươi." Ánh mắt của Phong Vô Kỵ chớp động. "Trong thức hải của ta có thần thông bảo mệnh do sư tôn ta lưu lại. Không chỉ như vậy, còn có thần thông bảo mệnh do những tồn tại đế cấp khác lưu lại. Năng lượng của ta cực kỳ to lớn, ngươi căn bản không thể tưởng tượng được. Đã có tới 5 vị tồn tại đế cấp lưu lại thần thông bảo mệnh trong thức hải của ta, đủ để bảo trụ tính mạng cho ta tới 6 lần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Cho dù có thể giết ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi đâu. Mặt mũi của Phong Sư Huynh ta vẫn là phải cho. Bất quá 6 môn thần thông bảo mệnh của ngươi đối với ta cũng chỉ là chê cười mà thôi. Không xúc động bọn chúng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì với ta cả. Nếu ta chỉ chấn áp ngươi mấy vạn năm, ngươi còn có thủ đoạn để mà thoát khốn hay sao?" Sắc mặt của Phong Vô Kỵ nhất thời tái nhợt. "Chấn áp ta mấy vạn năm sao?" Trung Nhạc gật đầu, cười híp mắt nói: "Phải, chấn áp tới lúc ngươi tự nhiên chết ra, ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là ta căn bản không cần chấn áp ngươi, chỉ cần đánh nát chiếc thuyền nhỏ này ở dưới chân ngươi, thiên hà tự nhiên sẽ thôn phệ ngươi. 6 đạo thần thông cứu mạng của ngươi có thể giúp cho ngươi kiên trì ở trong thiên hà được thời gian bao lâu đấy?" Sắc mặt Phong Vô Kỵ kịch biến, cười ha hả nói: "Sự tồn ta chính là tiên thiên thì tiên thiên thần mà thôi." Trung Nhạc lạnh nhạt cắt lời nói: "Ta cũng đã từng giết qua rồi." Khóe mắt của Phong Vô Kỵ nhảy lên, hắn đã tận mắt nhìn thấy Trung Nhạc đánh chết Chư Tà, kỹ thuật như thần, khiến cho người ta phải trố mắt. Mặc dù hắn là chân thần, mặc dù hắn đã kích hoạt huyết mạch bàn hồ ở trong cơ thể, thực lực viễn siêu hơn người cùng thế hệ, nhưng so với tồn tại vô cùng mạnh mẽ như Chư Tà bậc này thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Luận thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trung Nhạc. Trung Nhạc có thể đánh chết tiên thiên thần cùng cảnh giới, tương lai nếu có thành tựu, nó không chừng sư tôn Đồ Úc của hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của Trung Nhạc. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lạc giọng nói: "Cha ta chỉ có một đứa con trai duy nhất là ta, ngươi để tình cha ta." Trung Nhạc lộ ra nụ cười bình thản, đạm mạc nói: "Nếu ta không để tình Phong Sư Huynh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta được hay sao? Phong Sư Huynh bảo ta không nên giết ngươi, thật ra đối phó với ngươi ta vẫn có biện pháp thứ ba. Ta có thể đánh ngươi trở về nguyên hình, sau đó phong ấn ngươi giống như..." Sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm xuống. "Giống như phong ấn đám chó ở trên tổ tinh kia vậy." Phong Vô Kỵ liên tục dùng mình mấy cái. Trung Nhạc xoay đầu lại nhìn về phía thế ngoại chi địa bị vô số đại đế phong ấn. Phong Vô Kỵ ngay cả cử động một cái cũng không dám. Hắn có thể cảm giác được tinh thần của Trung Nhạc đã hoàn toàn phong tỏa hắn, đao ý hoàn toàn phong tỏa hắn, hắn đi không được.
Nếu hắn dám có bất kỳ động tác gì, ngay lập tức sẽ phải đối diện với đả kích vô cùng khủng bố của Trung Nhạc. Trong thiên đình, tất cả những tồn tại từng quan sát trận chiến giữa Trung Nhạc và Chư Tà đều biết rõ Trung Nhạc vô cùng mạnh mẽ, có thể đao chém tiên thiên thần cùng cảnh giới, là nhân vật có tiềm lực cao nhất, đáng sợ nhất trên chư đế bảng tương lai. Trận chiến ấy, Trung Nhạc phóng xuất ra kinh thái tuyệt diễm, thi triển ra biến cảnh thứ 7, hai tiếng đao minh khiến cho Chư Tà không ai bị nổi, thân tử đạo tiêu. Thời điểm Trung Nhạc thi triển ra biến cảnh thứ 7, toàn thể thiên đình chấn động, chư đế kinh hãi, nhưng Phong Vô Kỵ lại biết Trung Nhạc vẫn chưa dốc hết toàn lực, vẫn chưa dốc hết toàn lực đánh một trận. Trung Nhạc chính là gã Phục Khi đã từng cùng với một nữ Phục Khi khác đánh cắp lục đạo thiên luân, khiến cho Bích Lạc Cung bị nổ tung. Nếu hắn thi triển ra chân thân Phục Khi, chiến lực sẽ còn có thể đề thăng lên gấp mấy lần nữa. Ở trong thiên đình, hắn không thể thi triển ra chân thân Phục Khi, mà ở nơi này, trên thiên hà, địa phương không ai quan tâm, hắn tuyệt đối dám không chút cố kỵ mà thi triển ra được. Phong Vô Kỵ đã cảm giác được một cỗ áp lực vô hình. Cỗ áp lực này cực kỳ to lớn, giống như một bóng mờ bao phủ thiên địa, đã hoàn toàn bao phủ hắn lại, khiến cho hắn không thể chạy thoát, không thể thở dốc. Một lúc sau, ánh mắt của Trung Nhạc thu hồi lại, Phong Vô Kỵ lên tiếng: "Trung Sơn Thí, ngươi không giết ta, cũng không buông tha cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn mãi lưu ta lại trên thiên hà này sao?" Khuôn mặt của Phong Vô Kỵ giãn ra, mỉm cười nói: "Ngươi không có khả năng vẫn luôn lưu ta lại ở chỗ này." "Ta không giết ngươi, như thế nào lại giết ngươi chứ?" Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói: "Ngươi ở trong mắt của ta chỉ giống như một con sâu kích kiến trên bàn tay ta mà thôi. Lời nói và việc làm của ngươi, mưu kế của ngươi, buồn cười, nói không nên lời. Đối với ta, hết thảy mọi thứ của ngươi đều bị ta nhìn thấu cả, đều bị ta khám phá ra. Kẻ nào trọng dụng ngươi, kẻ đó sẽ bị thua thiệt thật lớn, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của ta. Ngươi là nhân tuyến giúp đỡ ta tốt nhất, là cơn ác mộng của địch nhân ta. Ngươi nhảy nhót càng vui vẻ, địch nhân của ta sẽ chết càng nhanh hơn. Ta làm sao lại giết chết một trợ thú cường đại như ngươi vậy?" Trong lòng của Phong Vô Kỵ cực kỳ giận dữ, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy, ngươi còn không thả ta rời khỏi, để cho ta đi tai họa địch nhân của ngươi đi." Trung Nhạc phất ống tay áo một cái, thản nhiên nói: "Lưu sắc lệnh tiến vào thế ngoại chi địa lại, ngươi có thể đi được." Sắc mặt của Phong Vô Kỵ cứng đờ, khóe mắt nhảy loạn, khó có thể tin nổi, lên tiếng: "Sao? Ngươi muốn tiến vào thế ngoại chi địa ư? Ngươi muốn tự tìm đường chết hay sao? Ở trong đấy tuy đều là Phục Khí, nhưng ngươi hẳn là minh bạch thân phận chân chính của bọn họ." "Chuyện này không cần ngươi suy nghĩ thay ta." Trên mặt Trung Nhạc không nhìn ra bất luận vui buồn gì, nhàn nhạt nói: "Lưu sắc lệnh lại, ngươi có thể đi." Phong Vô Kỵ cắn răng, lấy sắc lệnh tiến vào thế ngoại chi địa ra, tế khởi lên, để cho nó phiêu phù về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc giơ tay lên, sắc lệnh rơi vào trong tay. Hắn tinh tế quan sát một lần, xác nhận không có bị Phong Vô Kỵ động tay động chân, lúc này mới gật đầu một cái. Phong Vô Kỵ thôi động chiếc thuyền nhỏ lái về phía xa xa, nhưng lúc này đột nhiên chỉ nghe một đạo đao minh vang lên. Phong Vô Kỵ giận cả tóc gáy, cơ nhục toàn thân căng thẳng, vội vàng hét lên: Ngươi không giữ lời." "Yên tâm, ta cũng không phải là hạ sát thủ với ngươi đâu." Thanh âm của Trung Nhạc từ sau lưng hắn chuyển tới, lên tiếng nói: "Ta chỉ là chém một đao dưới đáy chiếc thuyền nhỏ này của ngươi, khiến cho tinh thủy trên thiên hà xâm nhập vào trong thuyền của ngươi. Vết đao không lớn, nếu ngươi có các loại thần binh các dạng như là cái muối, cái muỗng gì gì đó cũng được, ngược lại có thể tát tinh thủy ra ngoài. Chờ thêm 1-2 năm nữa, ngươi sẽ có thể lên được bờ." Phong Vô Kỵ vội vàng nhìn về phía dưới đáy thuyền nhỏ, quả nhiên thấy tinh thủy của thiên hà thông qua vết đao dưới đáy thuyền trào vào trong thuyền. Chiếc thuyền nhỏ đang chậm rãi chìm xuống. Hắn lập tức bất chấp tự động chiếc thuyền nhỏ, vội vàng lấy một kiện thần binh từ trong bí cảnh nguyên thần của chính mình ra, là một cái bình gốm, là bảo vật do thần hoàng của khoa phụ thần tộc tặng cho hắn. Kiện bảo vật thần hoàng này vừa mới chạm vào tinh thủy liền bắt đầu ăn mòn hòa tan, còn chưa múc được chút tinh thủy nào ở trong thuyền đã bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. "Vô Kỵ tiên sinh, đừng để cho ta gặp lại ngươi." Sau lưng của hắn, thanh âm Trung Nhạc tựa hồ không có bất kỳ tình cảm gì, dùng một loại thanh âm vô cùng lạnh lùng nói: "Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ biến ngươi thành một con chó kìa." Phong Vô Kỵ mắt điếc tai ngơ, vứt đi cái bình gốm, lại lấy ra một kiện bảo vật tạo vật là do một tôn tạo vật chủ tặng cho hắn. Hắn tát hơn 10 lượt tinh thủy, kiện bảo vật tạo vật này cũng đã bị ăn mòn thủng đi. Sắc mặt Phong Vô Kỵ tái nhợt,
Tuy nói hắn giao du rộng rãi, cũng không biết bao nhiêu thần hoàng tạo vật chủ để muốn lấy lòng của hắn, tặng cho hắn những bảo vật mà bản thân gian gian khổ khổ luyện chế ra, thế nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao bậc này. Những bảo vật này đều là tài phú của hắn, nếu toàn bộ đều bị hủy ở trong thiên hà, chẳng phải là khiến cho hắn thua thiệt vốn gốc rồi sao? Tinh thủy vẫn như cũ không ngừng xâm nhập, Phong Vô Kỵ điên cuồng càn quét bí cảnh nguyên thần của chính mình, lấy ra từng kiện bảo vật, không qua bao lâu đều bị tinh thủy hòa tan thủng lỗ, không thể sử dụng. Đột nhiên ánh mắt của Phong Vô Kỵ chợt sáng lên, lấy ra một cái đỉnh nát, trong lòng thầm nghĩ: Sư tôn từng nói kiện bảo vật này có lai lịch thật lớn, là di lưu của thời đại hắc ám, nói không chừng có thể ngăn cản tinh thủy ăn mòn. Hắn dùng cái đỉnh nát này đi tát tinh thủy, quả nhiên cái đỉnh nát này ở trong tinh thủy cũng không bị ăn mòn chút nào, chỉ là cái đỉnh này đã quá cũ nát, mỗi lần cũng không thể tát ra được bao nhiêu tinh thủy. Dần dần cái đỉnh nát bị tinh thủy tẩy rửa, phần rỉ sét dơ bẩn ngoài mặt bị tẩy đi, lộ ra càng lúc càng sạch sẽ, phát ra quang mang vô cùng chói mắt. Không chỉ như vậy, hắn còn chú ý tới cái đỉnh nát này còn đang hấp thu năng lượng trong tinh thủy, tự hồ nhận được tinh thủy làm dịu, đang chậm rãi chữa trị chính mình. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, mặc dù tốc độ cái đỉnh nát này tự chữa trị chính mình rất chậm, nhưng vẫn có thể phát giác ra nó đang có những biến hóa rất nhỏ. Hơn nữa, thân đỉnh và hoa văn trên phách cũng đang dần dần trở nên rõ ràng, trở nên chân thật. Kiện bảo vật này phảng phất như đạt được tân sinh vậy, đang chậm rãi khôi phục lại diện mạo vốn có. Cái đỉnh nát này là hắn vô tình đạt được từ trong một tòa di tích cổ, từng đưa cho Đồ Úc xem qua. Đồ Úc nói là bảo vật di lưu từ thời đại hắc ám, nhưng công năng sớm đã tổn hại, không thể sửa chữa. Hắn lưu lại trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, không nỡ vứt đi, không ngờ hôm nay cái đỉnh nát này lại có thể tự mình chữa trị. Số mệnh của ta thật sự như có trời giúp à. Trong lòng Phong Vô Kỵ vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn về phía trước lâu thuyền giờ đi càng lúc càng xa kia, khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống, cười lạnh nói: Trung Sơn Thí, người muốn đấu với ta, nói cái gì chỉ xem ta như con sâu cái kiến trong lòng bàn tay, nhưng người lại không biết rằng số mệnh của ta, tương lai người sẽ tất nhiên phải thần phục dưới chân ta, chết trong tay của ta thôi. Trên lâu thuyền, Trung Nhạc quan sát đạo sắc lệnh trong tay mình, khẽ nhíu mày. Sắc lệnh đã tới tay, đây cũng là mục đích hắn chặn Phong Vô Kỵ lại. Không có sắc lệnh, đừng nghĩ muốn tiến vào thế ngoại chi địa. Lần trước hắn vô tình bước lên chiếc thuyền lớn từ thượng cổ mà tới, đã gặp được tộc trưởng Phục Khí Thị Phong Thường Dương của thời đại kia, nhưng ngay cả Phong Thường Dương cũng không thể tiến vào thế ngoại chi địa. Bây giờ đã đạt được sắc lệnh, hắn lại có chút chần chừ. Hắn muốn tiến vào, muốn đi xem một chút Phục Khí trong thế ngoại chi địa, nhìn một chút kiều nhân của chủng tộc chính mình, nhìn một chút phản đồ của chủng tộc chính mình, cũng muốn gặp mặt một lần hậu nhân của Phong Thường Dương, nhìn một chút một chi bộ lạc Phục Khí cuối cùng. Chỉ là chuyến đi này nhất định cực kỳ nguy hiểm. Trung Nhạc cầm đạo sắc lệnh trong lòng bàn tay, qua một lúc lâu sau, hắn lấy ra lục đạo giới châu, nhẹ nhàng vuốt ve quả minh châu này, sắc mặt âm tình biến hóa dần dần giãn ra. Vũ sư huynh, sợ rằng chúng ta phải chia tay một đoạn thời gian rồi. Trung Nhạc nhàn miệng cười nói với Hỗn Độn Vũ: Chiếc lâu thuyền này sẽ lưu lại ở đây, người có thể đợi ta ở nơi này. Hỗn Độn Vũ nhất thời khẩn trương, vội vàng nói: Ta phụng mệnh lão tổ đi theo ngươi mà. Có nhiều chỗ ngươi không thể cùng ta đi được. Hỗn Độn Vũ vội vàng chụp lấy cánh tay của hắn nói: Lão tổ tông đã phân phó, bất luận ngươi đi đâu ta cũng nhất định phải đi theo. Trung Nhạc nhíu mày, một lúc sau mới mỉm cười nói: Phong Vô Kỵ vẫn luôn ưa thích rêu ráo, ngươi cầm theo đế binh đi theo ta, ngược lại cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá bản thân ngươi tự muốn đi theo, nếu ngươi cũng ngã xuống ở trong đấy, vậy cũng đừng trách ta. Y phục của hắn run rẩy, trang phục chậm rãi biến hóa, tướng mạo cũng không ngừng thay đổi, thậm chí ngay cả huyết mạch trong cơ thể cũng bắt đầu thay đổi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành bộ dạng của Phong Vô Kỵ, không nhìn ra có chút khác nhau nào. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, tế khởi sắc lệnh, phù văn trên sắc lệnh bắt đầu thiêu đốt, biến thành một đạo hỏa quang bay vào trong tầng tầng phong ấn cấp đại đế của thế ngoại chi địa. Đám phong ấn bao phủ khắp nơi trong thế ngoại chi địa không ngừng chấn động, tự động nứt ra, lộ ra một con đường. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động, cửa khoang lâu thuyền mở ra, một chiếc thuyền nhỏ từ trong khoang thuyền lái ra, rơi vào trong nước. Trong thủy chiến thiên hà, Âm Vân Huyên xuất lĩnh thủy sư Âm Khang Thị bắt tù binh một chiếc lâu thuyền của bản Hồ Thị. Trong khoang thuyền cũng có mấy chiếc thuyền nhỏ, Trung Nhạc đã lấy ra một chiếc thuyền nhỏ. Lâu thuyền của bản Hồ Thị và lâu thuyền của Âm Khang Thị có lạc ấn bất đồng,
là cấn chủng tộc rất dễ dàng xác định. Lúc này hắn biến thành diện mục của Phong Vô Kỵ, cho nên phải dùng thuyền của Ban Hồ Thị mới có thể không bị vạch trần. Ngoại trừ cái này ra, còn phải đề phòng thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Thanh âm của Tân Hỏa vang lên, thấp giọng nói: Trung Sơn Thí, thiên nhãn của Phục Hy thần tộc chính là lợi hại nhất kìa. Thiên nhãn đáng sợ ở chỗ có thể nhìn thấu hết thảy những thứ vô căn cứ, có thể hiểu rõ được chân thật. Người cũng tu luyện thần nhãn thứ ba, hẳn là biết được sự lợi hại của nó rồi. Chiếc thuyền nhỏ chở theo Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ lái vào trong con đường giữa tầng tầng phong ấn. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, khẽ gật đầu. Hắn thân là Phục Hy, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của thần nhãn thứ ba. Trong các đời thiên đế Phục Hy thị, thậm chí có mấy đời đã mượn thần nhãn thứ ba thành đạo, ánh mắt có thể nhìn thấu triệt hết thảy, có được quy năng vô biên. Hiện tại hắn có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không, bản thân hắn cũng không chút nắm chắc, cho nên hắn mới nói với Hỗn Độn Vũ là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ phải ngã xuống ở trong đấy. Tân Hóa, chỗ của ngươi có loại bí quyết gì có thể tránh khỏi thần nhãn thứ ba nhìn thấu hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Có thì có, bất quá đây là công pháp của thời đại tiên hoàng, có thể tránh né Phục Hy thần nhãn thứ ba dò xét hay không ta cũng không biết được. Tân Hỏa truyền một môn công pháp vào trong óc của hắn nói. Toại Hoàng Yểm Tư Thí cũng có được thần nhãn thứ ba. Thần nhãn của Phục Hy Thí chính là di truyền từ nhất mạch Toại Hoàng. Trong các đời kẻ kế thừa, có một đời tiên hoàng năm xưa cực kỳ bướng bỉnh, thường xuyên đi làm một chút sự tình, không muốn để cho trưởng bối biết được, cho nên hắn đã khai sáng ra một môn công pháp có thể giấu giếm được thiên nhãn của Yểm Tư Thí, gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Về sau hắn đã tu luyện thành đế, đăng lâm bảo tọa tiên hoàng. Môn công pháp này mặc dù vô cùng thô thiển, nhưng có thể giấu giếm được những đồng tộc khác cũng là vô cùng xuất sắc rồi. Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công sao? Trung Nhạc tinh tế nghiền ngẫm môn công pháp vừa mới xuất hiện ở trong đầu. Môn công pháp Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công quả thật phi thường thần kỳ. Bản thân Trung Nhạc cũng nghiên cứu pháp môn biến hóa, chỉ là có thể cải biến nhục thân, dịch chuyển huyết mạch, nghịch chuyển nguyên thần, nhưng cấp bậc quá sâu hắn lại không thể làm được. Pháp môn biến hóa của hắn là tới từ Bạch Trạch Thị, là công pháp do Bạch Trạch Thị ghi chép nghiên cứu các chủng tộc trên thế gian khai sáng, gọi là Bách Chuyển Huyền Công. Chỉ là Bách Chuyển Huyền Công của hắn có một chút thiếu hụt trên phương diện tiên thiên, ví dụ như không thể nghịch chuyển nguyên thần, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Về sau Trung Nhạc lại đạt được tư liệu nghiên cứu huyết mạch của Thiên Phú Đồ Đằng các tộc của Phong Hữu Trung, tiến hành thâm nhập thôi diễn, thành tựu hiện tại đã sớm siêu việt hơn Bạch Trạch Thị không biết bao nhiêu lần. Trong đấy pháp môn hắn thay đổi cấu tạo nguyên thần là tới từ Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ. Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan Tưởng Đồ có thể khiến cho nguyên thần quan tưởng thành hình thái tại hoàng. Pháp môn quan tưởng trong đấy vô cùng tinh diệu. Trung Nhạc đã tiến hành cải tạo pháp môn quan tưởng này, có thể quan tưởng những chủng tộc dị loại khác, thay đổi cấu tạo của nguyên thần. Mà Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công lại có thể thay đổi kết cấu của nhục thân và nguyên thần, càng thêm xuất sắc chính là có thể thay đổi cả hồn phách. Ngay cả hồn phách cũng có thể thay đổi thành hình thái khác biệt. Đây mới là chỗ tinh diệu nhất của Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công, cũng là điểm then chốt mà pháp môn biến hóa của Trung Nhạc còn đang thiếu khuyết. Nếu ngay cả cấu tạo hồn phách cũng có thể cải biến, thật ra sẽ có khả năng rất lớn có thể giấu giếm được thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc. Đột nhiên hắn chợt cảm thấy có chút kỳ quái, nghi hoặc hỏi: Tân Hóa, vì kẻ kế thừa kia khai sáng ra môn công pháp này rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Thì sinh sôi nảy nở chủng tộc. Tân Hỏa lẽ thẳng khí hùng nói: Đương nhiên là vì để sinh sôi nảy nở chủng tộc rồi, thay đổi kết cấu của nhục thân, nguyên thần và hồn phách ngươi, lẩn vào trong những chủng tộc khác kia, nhận thức thiên chi kiêu nữ của những chủng tộc kia, sinh sôi nảy nở hậu đái. Năng lực sinh sôi nảy nở của Yểm Tư Thị rất yếu, ta nói cho ngươi biết, vì kẻ kế thừa kia so với ngươi thì dụng tâm hơn rất nhiều. Lúc đấy hắn không biết là đã cần lao tới mức nào, so với con ong mật trong trí chui tới chui lui trong bụi hoa còn cần lao hơn rất nhiều. Mỗi ngày tình trạng nghi thiếp với thánh nữ thiên nữ của những chủng tộc kia vô cùng cực khổ. Cực khổ nhất chính là nhận thức quá nhiều thánh nữ thiên nữ, thường xuyên nhớ nhầm tên, còn phải đề phòng do gọi sai tên họ mà bị đánh chết nữa kìa. Trung Nhạc đem các sự tình không quang thải của tổ bối hủy diệt ra khỏi đầu chính mình. Hắn có dịch đạo làm gốc, chỉ là khiếm khuyết trên phương diện hồn phách biến hóa. Rất nhanh liền đã nghiên cứu thấu triệt Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công. Chiếc thuyền nhỏ vẫn tiếp tục lái đi trong thông đạo phong ấn. Trong khoảng thời gian này, hắn thôi động Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công, hồn phách trong nguyên thần cũng bắt đầu thay đổi, chuyển biến thành hồn phách nửa Bàn Hồ nửa Phục Hy. Rốt cuộc hắn cũng đi tới điểm cuối thông đạo này.
thế ngoại chi địa xuất hiện trước mặt của hắn. Tâm thần Trung Nhạc có chút kích động, rốt cuộc cũng đi tới nơi đây. 7 vạn năm trước, hắn đã từng tới nơi này. Hắn từng ở nơi này cùng với lão tộc trưởng Phong Thường Dương của Phục Kỳ Thị cùng nhau sinh hoạt 6-70 năm, chứng kiến lịch trình mấy chục năm sinh mệnh cuối cùng của Phong Thường Dương. Hắn cũng chứng kiến tình hình thế ngoại chi địa xây dựng lên, địa phương này từ không tới có, chư đế phong ấn thế ngoại chi địa, cô độc ở bên ngoài vũ trụ. Hắn đạt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh do Phong Thường Dương truyền thụ, rốt cuộc cũng bổ toàn lục đạo cho môn công pháp này. Hắn còn gặp được chi mạch Phục Khí cuối cùng, là chi mạch Phục Khí mà Phong Thường Dương đã dùng tôn nghiêm và tính mạng của chính mình để che chở kia. 7 vạn năm trước, tuế nguyệt bi tình, Phong Thường Dương vì để cho con trai của chính mình có thể dựng thẳng lưng làm một Phục Khí, bởi vì phấn chấn chút tinh thần cuối cùng của Phục Khí, bởi vì sự ngay thẳng bất khuất trong lòng, bởi vì để báo thù, hắn đã cầm kiếm giết về phía đám phản đồ của Phục Khí thị, giết về phía đám đại năng đã lẻn vào trong Phục Khí thần tộc kia, giết về phía đám đế cấp cao cao tại thượng. Cuối cùng hắn đã chết trong tay nhị đệ của chính mình. Trung Nhạc nghĩ muốn cứu hắn nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn chỉ là quỷ hồn tới từ tương lai, u linh tới từ tương lai, không thể thay đổi quá khứ, cũng vô lực thay đổi. Mà hiện tại hắn có thể xem như là về lại cố thổ. Đối với Phục Khí trong thế ngoại chi địa đã trôi qua 7 vạn năm, nhưng đối với hắn chỉ là thời gian 200-300 năm mà thôi. Trong thế ngoại chi địa có một gã thần ma Phục Khí đi ra nghênh đón, cười ha hả nói: "Hiếu Vô Ký, Vô Thị tiên sinh, quả nhiên là ngươi mà." Kẻ tới là một gã thần ma Phục Khí trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là cảnh giới chân thần, mặc dù so với cường giả đồng đại thì cũng cực kỳ cường đại, nhưng so với Trung Nhạc vẫn là thua kém khá nhiều. Trung Nhạc tươi cười đón chào, lên tiếng hỏi: "Ồ, sao dám làm phiền hiền huynh tới đón đấy, các vị tộc lão đâu rồi?" Hắn hiểu rõ Phong Vô Kỵ quá sâu, là túc địch từ lúc còn ở trên tổ tinh, đã từng tiếp xúc qua không biết bao nhiêu lần, mô phỏng hành vi cử chỉ của Phong Vô Kỵ tự nhiên là hoàn toàn tự nhiên, không nhìn ra có bất luận sơ hở gì. Gã thần ma Phục Khí trẻ tuổi kia thấp giọng nói: "Các vị tộc lão không muốn gặp ngươi, bọn họ nói lần trước ngươi tới mượn Phong Thanh Vũ mất tích rồi, lần thứ hai ngươi tới mượn tộc lão Phục Bảo Sơ đã chết, ngươi chính là một tên sao chổi, lần này bất luận ngươi tới mượn kẻ nào, có lý do gì, đều tuyệt đối sẽ không gặp ngươi, bằng không làm sao tới phiên ta tới đây nghênh tiếp ngươi chứ?" Hắn mỉm cười nói: "Với tư chất của ta, tuyệt đối là không có tư cách nghênh tiếp Vô Kỵ tiên sinh rồi, đây cũng là không châu bắt cháu đi cày mà thôi." Trung Nhạc khẽ mỉm cười, Phong Vô Kỵ quả thật liên tục mấy lần ăn thua thiệt lớn ở trong tay của hắn. Phong Thanh Vũ bị hắn bắt giữ, đưa trong Phong Hiếu Trung nghiên cứu, Phục Bảo Sơ chính là bị hắn ám toán, chết trong đế lăng của Hạo Anh Thị. "Nếu các vị tộc lão đã không muốn gặp ta, vậy tộc trưởng có ở đây không?" Trung Nhạc hỏi. Gã thần ma Phục Khí trẻ tuổi kia thoáng chần chừ một chút, lên tiếng nói: "Tộc trưởng vẫn còn đang uống rượu." "Sao, còn đang uống rượu ư?" Trung Nhạc thản nhiên nói: "Lần này ta có chuyện quan trọng, thần mang ấn xóa của hai đại thế lực của đương kim Thiên Đế Bệ Hạ và hoàng tộc Bàn Hồ Thị. Thiên Đế Bệ Hạ và Bàn Hồ Thị ủy nhiệm trọng trách, lệnh cho ta tới đây làm thuyết khách kìa. Các tộc lão không muốn gặp ta ngược lại cũng không sao, nhưng tộc trưởng cũng dùng lý do bận uống rượu để né tránh không gặp. Sơ suất chuyện của ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm chết nái đại sự của Thiên Đế Bệ Hạ và Bàn Hồ Thị. Cho dù ở trong thế ngoại chi địa này đều là thần tử quốc công, chỉ sợ cũng gánh không nổi trách nhiệm này đâu." Gã thần ma Phục Khí trẻ tuổi kia vâng vâng dạ dạ nói: "Vậy ta trước dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng, sau đó đi thỉnh các vị tộc lão, cần phải thuyết phục bọn họ một phen." Trung Nhạc gật đầu nói: "Có nhìn thấy Tiểu Đồng Hỗn Độn Thị bên cạnh ta hay không? Vị này chính là tộc trưởng tương lai của Hỗn Độn Thị, đế của Hỗn Độn Thị lệnh cho hắn đi theo ta tới gặp Phục Khí các ngươi. Cảnh cây trong tay của hắn chính là đế binh, Hỗn Độn Thị còn xem trọng ta như vậy, Phục Khí thị sao có thể chậm chế được." Gã thần ma Phục Khí trẻ tuổi kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng thi lễ với Hỗn Độn Vũ, khách sáo vài câu, trong lòng thầm nghĩ: "Thân phận của gã Tiểu Đồng này thật ra là rất lớn, bất quá Vô Kỵ tiên sinh quả thật lợi hại, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thị cũng câu thông rồi." Hỗn Độn Vũ khẽ hoàn lễ, không quá để ý tới hắn. Gã thần ma Phục Khí kia không chút để ý, không người đi tới trước dẫn đường. Trung Nhạc nhìn theo một màn hắn cúi đầu khom người, hận không thể một đao chém qua, chém đứt cái thắt lưng đã khom súng kia của hắn. Gã thần ma Phục Khí này quỷ quá lâu, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được rồi, không biết hắn là nhất mạch tộc trưởng hay là nhất mạch đám kẻ phản bội kia đây. Không qua bao lâu, bọn họ đi tới thánh điện của thế ngoại chi địa.
Trong thánh điện không một bóng người. Gã thần ma phục khi trẻ tuổi kia không người nói: Mời vô kỵ tiên sinh đợi cho một lát, ta đi mời tộc trưởng và các vị tộc lão tới đây. Trung nhạc gật đầu, một mình lưu lại trong tòa thánh điện này, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tòa thánh điện này vô cùng mộc mạc, bốn phía đều là những cây cột chống trải. Trên bốn vách tường cung điện vốn dĩ hẳn là có mấy bức bích họa, nhưng không biết đã bị kẻ nào cạo xuống, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra chút màu sắc do bích họa lưu lại. Qua không bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vang lên, một gã án tử say lúy túy từ bên ngoài đi vào, bước đi lắc lư, tiếp theo đặt mông ngồi trên bảo tọa của tộc trưởng. Trung nhạc cẩn thận quan sát hắn, bộ dáng gã hán tử say này vô cùng trẻ tuổi, nhưng ánh mắt chết lặng, lộ ra có chút tang thương, giống như một con sư tử nửa ngủ nửa tỉnh, thất ý nói không nên lời. Nhìn khuôn mặt của hắn mơ hồ còn có thể thấy được bộ dạng thời niên thiếu. 7 vạn năm trước, Trung nhạc đã từng gặp qua hắn, nhìn thấy hắn từ một đứa bé con lớn lên thành một gã thiếu niên, nhìn thấy hắn bị thiếu niên đồng tộc khi dễ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bị gọi là con trai của kẻ phản bội. Hắn chính là chi mạch tộc trưởng Phục Hy trong Thế Ngoại Chi Địa, con trai của Phong Thường Dương. Hắn kế thừa họ cha, họ Phong, tên là Kỷ Khai. Chữ Kỷ có hai ý tứ, một là kỷ niệm, một là kế thừa. Phong Thường Dương đặt cho hắn cái tên này là kỳ vọng hắn có thể kế thừa di chí của tổ tông, vì chủng tộc của chính mình mở ra một cái thời bình thịnh thế, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, khôi phục lại vinh quang của tổ bối. Mà hiện tại Phong Kỷ Khai lại là một tên tiểu quỷ, tinh thần sa sút, thân thể suy bại, đối với Trung Nhạc cũng làm như không thấy. Kỷ Khai, ngươi hổ thẹn với phụ thân của ngươi. Trung Nhạc đột nhiên nhẹ giọng nói. Tộc trưởng Phong Thị đang lúc giơ hồ lô lên trên miệng ở ngực tu rượu, nghe hắn nói vậy nhất thời dừng lại, dương mắt nhìn về phía Trung Nhạc. Trong mắt hắn lóe lên thần quang vô biên, phảng phất như ước vạn khỏa thái dương đồng thời lóe sáng vậy. Bất quá loại dị tượng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ngay sau đấy hắn lại giống như một tên tiểu quỷ hồ đồ, tiếp tục lưng hồ lô lên ở ngực uống rượu. Còn nhớ quỷ hồn tương lai mà cha ngươi thường xuyên nhắc tới không? Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Hắn đã tới, hắn từng nhìn ngươi sinh ra, nhìn ngươi lớn lên, hiện tại hắn đã tới tìm ngươi. Bang một tiếng, hồ lô rượu trong tay Phong Kỷ Khai đột nhiên nổ tung, rượu văng bắn ra khắp toàn thân của hắn, một đám mảnh vỡ bay loạn, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Trung Nhạc, thanh âm trầm thấp cuộn trào tới lui trong tòa thánh điện này. Hai đạo quỷ hồn thường xuyên nghe cha ta nói chuyện kia đã tới tìm ta. Thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Hắn biết rõ hai đạo quỷ hồn kia, phụ thân Phong Thường Dương của hắn không chỉ một lần nhắc qua bọn họ. Phụ thân hắn đã nói với hắn, hắn nỗ lực đi tới tương lai, có hai vị khách không mời từ tương lai đã leo lên thuyền của hắn từ tương lai đi tới hiện tại. Hai vị khách không mời này vẫn luôn lưu lại bên cạnh hắn, vẫn luôn không có rời đi, phảng phất như một kẻ quan sát vậy, ở một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn, quan sát hành vi cử chỉ của hắn, giống như là đang vô hình thúc giục, đang đôn đốc hắn đi làm một Phục Hy hoàn mỹ. Bọn họ nhìn ngươi sinh ra, nhìn ngươi trưởng thành, mà ngươi lại không nhìn thấy bọn họ. Phong Thường Dương đã từng nói vậy với hắn. Có lẽ trong tương lai bọn họ sẽ tới tìm ngươi, sẽ đề cập với ngươi chuyện này. Đây là bí mật của ngươi, là bí mật mà bất cứ kẻ nào cũng không được nói cho biết. Ngươi phải chôn sâu bí mật này dưới tận đáy lòng, chờ đợi bọn họ tới tìm ngươi. Ta không biết bọn họ là thiện hay ác. Là ác cũng sẽ không tệ hơn so với hiện tại, là thiện sẽ khiến cho tình cảnh của Phục Kỳ Thị có thể tốt đẹp hơn. Người lưu lại chỗ này, lưu lại trong cái tủ giam này, phải giống như một con sư tử đã thu lại nanh vuốt vậy, biến thành một con mèo lười. Phải giống như một con dao long ẩn núp trong đầm lầy, vô hại giống như một con rắn nước vậy. Phải giống như một kẻ thất ý, phải giống như một người vô năng đã sa sút tinh thần, phải ẩn núp, phải chịu đựng. Người sẽ một lần nữa trở thành một Phục Kỳ, một Phục Kỳ chân chính. Người có thể dựng thẳng lưng, có thể ưỡn cao ngực, đường đường chính chính là một Phục Hy. Trong lòng ngực của Phong Kỷ Khai dâng lên một cỗ nộ khí khó hiểu đang kích động. Hắn đã chịu qua quá lâu, đã ẩn núp quá lâu rồi, không biết máu tươi của chính mình có thể nóng lên được nữa hay không, còn có thể sôi trào được nữa hay không. Hắn không biết chính mình đã quỳ quá lâu, còn có thể đứng lên được nữa hay không, còn có thể dựng thẳng thắt lưng được nữa hay không. Thân thể của hắn vẫn còn đang run rẩy. Nguyên thần cũng đang chấn động, thần quang trong mắt càng lúc càng sáng ngời. Quỷ hồn đã tới, quỷ hồn tương lai mà phụ thân từng nhắc tới, rốt cuộc đã tới tìm hắn. Cái bí mật này tuyệt đối không có khả năng bị ngoại nhân biết được, hắn chưa bao giờ nhắc qua với bất luận kẻ nào, bởi vậy,
gã nhân tộc nửa Phục Khi nửa Bàn Hồ trước mặt này tuyệt đối là đạo quỷ hồn mà phụ thân hắn đã từng nhắc tới kia. Tại sao lại là ngươi? Thần quang trong mắt Phong Kỳ Khai đột nhiên ảm đạm xuống, hắn bật cười ha hả, bộ dáng thất lạc vạn phần, lắc đầu nói: Tại sao lại là một con chó? Thật sự là tạo hóa trêu chọc ta mà. Ta đau khổ chờ đợi 7 vạn năm, khiến cho nhục thân của chính mình bảo trì tại trạng thái trẻ tuổi, khiến cho nguyên thần của chính mình lưu lại tại trạng thái đỉnh cao nhất, chờ đợi suốt 7 vạn năm, lại đợi tới một con chó sao? Trung Nhạc cất bước tiến lên về phía trước, Phong Kỳ Khai đột nhiên lạnh lùng nói: Dừng lại, không được tới gần ta. Giết người ta sợ giơ tay của ta. Ta họ Trung, là nhân tộc Phục Khi Thị, kẻ kế thừa Tân Hóa. Ta biến thành diện mạo của Phong Vô Ký, lẻn vào nơi này là vì tới tìm ngươi. Diện mạo chân chính của ta... Trung Nhạc đang muốn tản đi Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công hiện ra diện mạo chân chính, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng cười to. Hắn vội vàng đình chỉ khôi phục diện mạo chân chính. Trong mắt Phong Kỳ Khai lóe lên một đạo tinh mang, lại lấy ra một hồ lô rượu khác, ngã ngồi trên ghế, giơ hồ lô lên ửng ngực uống rượu. Thân hình Trung Nhạc lóe lên, rơi xuống trên một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, cất cao giọng nói: Độc trưởng, ta phụng ý chỉ của Thiên Đế bệ hạ, lại ứng theo lời mời của Bàn Hồ Thí tới mời Phục Khi thần tộc tương trợ, cộng đồng xuất thủ tiêu diệt Âm Khang Thí, kính xin tộc trưởng thanh toán. Cặp mắt của Phong Kỳ Khai mở đục say khướt, lạnh nhạt nói: Phục Khi thần tộc ta chỉ có thể cố thủ thế ngoại chi địa, không thể bước vào tử vi. Đây là quy củ do chư đế thượng cổ lưu lại. Nơi này là thế ngoại chi địa, không ở trong vũ trụ. Thiên Đế là Thiên Đế của vũ trụ ngoại giới, không quan hệ gì với thế ngoại chi địa ta cả. Mời Vô Kỵ tiên sinh trở về đi. Đột nhiên bên ngoài thánh điện truyền tới một đạo thanh âm giả nua, nói lớn: Tộc trưởng, khoan đã nào. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy lão giả Phục Khi Thị thần tộc lục tục tiến vào thánh điện, mỗi người đều ngồi xếp bằng xuống trên bồ đoàn, nhục thân quảng đại, tu vi vô cùng tinh thâm, cực kỳ khủng bố. Mỗi một vị đều là đế quân đỉnh phong, thực lực không hề thua kém Phục Bảo Sơ chút nào. Mấy lão giả Phục Khi thần tộc này nhao nhao thi lễ với Trung Nhạc. Trung Nhạc vội vàng đứng lên, không người hoàn lễ, rồi mỉm cười nói: Vô Ký, bái kiến các vị tiền bối. Các vị tiền bối tới thật đúng lúc à. Tiểu tử đang cùng tộc trưởng thương nghị chuyện mượn binh, thật không dám giấu giếm. Lần này Vô Kỵ tới đây là cầm theo ấn xoáy của Thiên Đế và Bàn Hồ Thí, lại có tộc trưởng tương lai của Hỗn Độn Thị làm bạn, mang theo đế binh của Hỗn Độn Thí, có thể nói là long trọng đi tới, thành nghĩa tràn đầy. Tiếc rằng tộc trưởng lại không để tình. Hắn ngữ khí cung kính, ăn nói khép nép, diễn xuất giống hệt bản thân Phong Vô Kỵ, cho dù là người thân cận với Phong Vô Kỵ sợ rằng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở gì. Mấy lão giả Phục Khi thần tộc kia chính là các tộc lão, có kẻ tới từ nhất mạch kẻ phản bội, có kẻ chính là đại năng thượng cổ chuyển thế và Phục Khi thần tộc. Bọn họ nghe hắn nói vậy, ai nấy đều cười ha hả nói: Vô Kỵ tiểu hữu khách khí rồi. Tộc trưởng, chúng ta nơi này tuy nó là thế ngoại chi địa, không thuộc Thiên Đế quản hạt, nhưng sự tình trong vũ trụ cũng đều có quan hệ tới thế ngoại chi địa ta. Một vị tộc lão mặt mày hồng hào tên là Phục Bảo Chính mỉm cười nói: Hiện tại tử vi không ngừng chấn động, cuộc chiến đoạt đế chính là thời cơ tốt nhất để Phục Khi thần tộc ta thoát khỏi thế ngoại chi địa. Những chủng tộc khác đều đã chọn đội mà đứng, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thị cũng đã chọn đội, chúng ta sao có thể không chọn đội mà đứng được đây. Một vị nữ tộc lão khác mặt đầy nếp nhăn tên là Phục Bảo Nhi cười hăng hắc nói: Hiện tại chọn đội mà đứng, tương lai đế vị vững chắc rồi, chúng ta cũng có thể chia một chén canh, nói không chừng sẽ không cần bị giam ở nơi này nữa rồi. Lão thân năm xưa cũng là một cường giả tung hoành vũ trụ, nếu cả đời bị mai một ở nơi đây, chẳng phải là đã bị phụ tuổi thanh xuân rồi sao? Tần đế đăng cơ, tất cả sẽ có lợi ích không nhỏ đâu. Một vị tộc lão khác vuốt chòm râu thật dài tên là Phục Bảo Điền, bộ dáng lão thành nói: Tộc trưởng dù sao vẫn còn trẻ, chưa từng nhìn thấy qua chốn phồn hoa bên ngoài, nhưng chúng ta đều đã từng thấy qua. Bên ngoài thiên tài địa bảo hưởng dụng bất tận, bên ngoài mỹ nữ tuấn nam nhiều đếm không xuể. Tộc trưởng buồn chán ở nơi đây mấy vạn năm, mấy bộ xương già chúng ta ngược lại có thể dẫn tộc trưởng ra ngoài khoái hoạt một phen. Lại có một vị tộc lão mặt đầy sát khí tên là Phục Bảo Khải cười lạnh nói: Năm xưa chúng ta vì tiêu diệt Phục Khí, phá hủy thời đại địa ký, lập được bao nhiêu công lao hãn mã đấy, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đấy.
là chúng ta đã trợ giúp lão già kia đánh xuống phiến răng sơn lồng lộng này, là chúng ta đã giúp cho bọn họ thắng được trận chiến đấy. Còn mẹ nó chứ, đợi tới lúc hưởng phúc rồi liền vứt bỏ lão tử sang một bên, chấn áp chúng ta ở nơi này. Một phút phúc lợi gì chứ, một kiện bảo bối gì cũng đều không có phần của chúng ta. Chúng ta không đi tranh nữa, không đi cướp nữa, liền con mẹ nó đều chết già ở nơi này đi. Hắn vừa nói như vậy, những tộc lão khác cũng đều oán khí xung thiên. Lão bà Phục Bảo Nhi kia ngữ khí hung ác nói: lão nương đánh hạ ra răng sơn, nhưng chính mình lại không có phúc hưởng thụ, ngược lại giống như kẻ phản bội vậy, bị nhốt ở nơi đây. Lão nương đã chịu đủ rồi. Tộc trưởng, ngươi lần này phải cho phép cũng được, không cho phép cũng được, đều không phải là do ngươi quyết định. Không sai, cho dù không có chén cơm thì cũng phải cho một chén canh thừa. Vị tộc lão mặt đầy hồng quang Phục Bảo Chính kia lúc này sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói: chúng ta có thiên đại công lao, nhưng ngay cả một chén canh thừa cũng không cho ăn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cướp. Năm xưa chúng ta có thể diệt đi thời đại địa ký, tự nhiên cũng có thể lại lưng đỡ một vị thiên đế khác lên, một vị thiên đế đứng bên phía chúng ta. Trong lòng Trung Nhạc cười lạnh không thôi. Đám phản đồ Phục Khí thị này, đám đại năng khoác lớp ra huyết nhục Phục Khí này, không ngờ lại đê tiện bị ổi tới mức đấy. Đừng nói tới khí khái, bọn họ thậm chí ngay cả một chút lòng liêm sỉ cũng không có. Hắn cười híp mắt nói: các vị tiền bối nói không sai, tộc trưởng suy nghĩ một chút đi. Nói thật ra ta cũng cảm thấy bất bình thay cho các vị tiền bối. Các vị tiền bối vì thời đại thần ký mà đã lao tâm lao lực, thậm chí không tiếc lưng đeo cái danh kẻ phản bối, dụng tâm lưng khổ, công lao dung trời, nhưng cuối cùng lại không thể hưởng phúc được, ngược lại lại còn bị chấn áp tại địa phương này. Vô Kỵ cũng thay các vị cảm thấy sâu sắc không đáng. Tộc trưởng, sao không thành toàn các vị tiền bối, để cho các vị tiền bối có thể một lần nữa vì thiên hạ mà dốc sức đi. Ánh mắt của Phong Kỳ Khai rơi xuống trên người của hắn, trong lòng đột nhiên khẽ động, minh bạch ý tứ của Trung Nhạc. Hắn bộ dáng say lý túy đứng dậy, lời biếng nói: ta vốn dĩ cũng không có chút thực quyền, chỉ là cái treo cái hư danh tộc trưởng mà thôi, cần gì phải hỏi ta. Các người muốn đi thì cứ đi đi. Đám tộc lão đều cười ha hả. Lão bà Phục Bảo Nhi kia vừa cười vừa nói: dù sao người vẫn là tộc trưởng, cái thủ tục này vẫn là phải có à. Phong Kỳ Khai cười lạnh một tiếng, thất tha thất thểu rời đi. Tiểu tử này ngày nào cũng uống nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng khiến cho mình say chết thôi. Đám tộc lão nhao nhao đứng dậy, mỉm cười nói: hắn đã sa sút tinh thần nhiều năm như vậy rồi, cho dù có bản lĩnh kinh thiên cũng chỉ là phế thái, không đáng để lo ngại. Trung Nhạc cũng đứng lên, lên tiếng nói: các vị tiền bối, lần này Vô Kỵ có thể mời được các vị tiền bối xuất sơn, thật sự là vô cùng quang vinh. Vô Kỵ quá khách khí rồi. Phục Bảo Nhi mỉm cười nói: năm xưa chúng ta và sư tôn của ngươi cũng là bằng hữu, mọi người cũng không phải là người ngoài. Chúng ta giúp ngươi cũng là do ở nhà buồn chán, muốn ra bên ngoài đi dạo một chút mà thôi. Trung Nhạc bày ra bộ dáng cảm động tới rơi nước mắt, chần chừ trong chốc lát, lên tiếng nói: các vị tiền bối, hiện tại Thủy sư Thiên Đình với Thủy sư Bàn Hồ Thị đã đi tấn công Âm Khang Thị, nghịch tặc Âm Khang Thị, ý đồ phản bội thiên đế, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Âm Khang Ma Đế cũng từ hư không giới hạ phàm rồi. Sợ rằng Thủy sư Thiên Đình và Thủy sư Bàn Hồ Thị không làm gì được nghịch tặc Âm Khang Thị, khẩn cầu các vị đi tới tương trợ cho. Đám tộc lão nhau nhau gật đầu, mỉm cười nói: Âm Khang Thị sao, tùy tiện sẽ có thể xử lý được, Vô Kỵ tiểu hữu cứ việc yên tâm. Trung Nhạc thoáng chần chừ trong chốc lát rồi lại nói: nếu các vị tiền bối không chê, có thể gọi Vô Kỵ là cháu trai. Tiểu chất nghe nói ở trong này giải khai phong ấn thần huyết Phục Khí cũng sẽ không bị nguyền rủa giới hạn, có thể dễ dàng giải khai, không biết có thể để cho tiểu chất lưu lại chỗ này mấy ngày hay không. Sau khi các vị tiền bối tới Thủy sư Thiên Đình, nhất định phải nói là tiểu chất mà các vị tiền bối tới, nhất định phải nói là đại danh của Phong Vô Kỵ ta. Hắn cười xấu hổ một tiếng nói: để cho thiên đế bệ hạ ghi công, tương lai luận công ban thưởng, tiểu chất. Đám tộc lão hội ý rồi mỉm cười nói: tiểu quỷ xảo quyệt, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ghi nhận cọc công lao này lên đầu của ngươi. Ngươi muốn khai mở thần huyết Phục Khí còn cần chúng ta trợ giúp hay không? Trung Nhạc nghiêm nghị nói: chiến sự tiền tuyến quan trọng hơn, kính xin các vị tiền bối nhanh chóng đi tới tiền tuyến. Nếu có thể diệt trừ Âm Khang Thị, các vị tiền bối lập được đại công mới có thể tiêu dao khoái hoạt tại nơi phồn hoa được.
chút chuyện nhỏ này của vãn bối cũng không cần làm phiền các vị tiền bối rồi. Đám tộc lão càng nhìn hắn lại càng yêu thích hơn, thở dài nói: Vô Kỵ hiền chất, thật sự khôn khéo linh hoạt, tương lai tất nhiên là long phượng trong thần. Trung Nhạc tiễn đưa mấy tộc lão này tới sát biên giới thế ngoại chi địa, nhìn bọn họ đi vào trong từng tầng phong ấn biến mất không thấy đâu nữa, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ: Tiền Thiên Đế Quân tất nhiên sẽ không khoanh tay để mặc cho Thủy Sư Âm Khang Thị xảy ra vấn đề, chỉ cần đám phản tặc và đại năng chuyển thế này nhúng tay vào thôi, hắn sẽ lập tức xuất hiện thống hạ sát thủ. Bọn họ còn có thể sống sót mấy tên lại phải xem Tiên Thiên Đế Quân xuất thủ có ngoan độc hay không rồi. Tiếp theo phần trước lại nói, sở dĩ Trung Nhạc một lòng muốn mời đám tộc lão này đi tới tương trợ chính là vì muốn dẫn Tiên Thiên Đế Quân đi ra, để cho Tiên Thiên Đế Quân không xuất thủ không được, cứ như vậy sẽ có thể bảo toàn thực lực cho Âm Khang Thị, lại cũng có thể diệt trừ đám tộc lão và đại năng chuyển thế này. Đám lão bất tử này đều là hạng người thế lợi quên nghĩa, lòng dạ xài lang, chỉ cần người được một chút máu tanh sẽ liền nhào tới. Bọn họ vốn dĩ nhìn thấy Phong Thanh Vũ mất tích, Phục Bảo Sơ tử vong, có chút không muốn gặp Phong Vô Kỵ, mà Trung Nhạc chỉ cần tùy tiện nói cho mấy câu đã có thể câu động tham niệm dục vọng dưới đáy lòng bọn họ, khiến cho bọn họ chủ động xin đi giết giặc ra ngoài nhận lấy cái chết. Ở trong thế ngoại chi địa, Trung Nhạc căn bản không có bất kỳ thủ đoạn gì đối phó với bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ tiêu dao khoái hoạt. Nhưng chỉ cần đi ra tới ngoại giới, Trung Nhạc có 1000 loại biện pháp để cho bọn họ vào chỗ chết. Trong thế ngoại chi địa này có còn tồn tại đế cấp nào hay không đấy? Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, vừa rồi đám tộc lão kia cũng đồng dạng với Phục Bảo Sơ, đều là cường giả cấp đế quân. Mặc dù tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng so với tồn tại đế cấp thì vẫn còn thua kém không biết bao nhiêu lần. Hắn đã từng tại 7 vạn năm trước gặp qua 2 vị tồn tại đế cấp ẩn tàng ở trong này. Thế hệ trước ở trong này đối với hắn cũng đều có chút xa lạ. Dù sao, hắn cũng đã sinh hoạt ở nơi này suốt 70 vạn năm đằng đẵng. Bất luận là Phục Bảo Chính hay là Phục Bảo Nhi hoặc là Phục Bảo Điền, hắn đều nhận ra, đều đã từng thấy qua, đều biết rõ danh hào của bọn họ. Đoạn thời gian hắn trở thành quỷ hồn kia đã sớm nghiên cứu thấu triệt những kẻ phản bội và đại năng ngoại tộc này. Năm xưa, ở trong này còn có càng nhiều phản đồ của Phục Kỳ thần tộc và đại năng ngoại tộc chuyển thế hơn nữa. Hiện tại đã không còn nhiều như vậy. Rất nhiều kẻ cũng đều đã nhắm mắt xuôi tay. Trải qua 7 vạn năm, hai tôn đế kia có còn sống hay không, đây vẫn là điều chưa thể nói trước được. Hắn lo lắng nhất chính là hai tôn đế này, lo lắng thâu thiên hoán nhật huyền công của chính mình có thể giấu giếm được bọn họ hay không. Mà cho tới bây giờ, hai tôn đế này vẫn như cũ, chưa hiện thân, khiến cho hắn ít nhiều có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn có một vị tồn tại đế cấp khác, đệ đệ của tộc trưởng Phong Thường Dương, Phong Thường Thái. Trong đầu của hắn hiện ra một màn kia, một màn Phong Thường Dương ở trên thiên hà, dùng lồng ngực chính mình nghênh đón một kiếm của Phong Thường Thái kia, cuối cùng chết ở trong tay đệ đệ chính mình, thi thể rơi vào trong thiên hà. Hắn minh bạch dụng tâm lương khổ của hai huynh đệ này. Phong Thường Dương đại khai sát giới, được như ý nguyện, chém giết không biết bao nhiêu phản đồ Phục Kỳ và đại năng chuyển thế, thậm chí còn giết chết thay vị tồn tại đế cấp, biểu đạt ý tứ bất khuất trong lòng của mình. Phong Thường Thái giết chết Phong Thường Dương, bảo toàn một chi huyết mạch Phục Kỳ cuối cùng trong thế ngoại chi địa. Phong Thường Dương chết rất lẫy lừng, dĩ nhiên đáng được kính phục, nhưng Phong Thường Thái mới là người thống khổ nhất trên đời. Cả hắn, cả đời hắn đều phải trầm tịch trong sự thống khổ đích thân giết chết huynh trưởng. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy vị tộc trưởng Phục Kỳ trẻ tuổi Phong Kỳ Khai từ xa đi tới, vẫn là hành vi phóng đãng uống rượu mua vui. Ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh một chuyến. Sắc mặt của Trung Nhạc bình tĩnh nói. Phong Kỳ Khai lặng lẽ đi theo hắn. Trung Nhạc phảng phất như vô cùng quen thuộc đối với nơi này vậy, dẫn theo hắn nhàn nhã tản bộ các nơi, vượt núi băng đèo cũng không lâu lắm đã đi tới trước một vách núi. Trung Nhạc đánh ra từng đạo ấn pháp, hoa văn đồ đằng do đám ấn pháp kia hình thành, phảng phất như cái chìa khóa vậy, in vào trong vách núi, liền giống như là chìa khóa và bánh răng gắn liền với nhau, nhất định phải tầng tầng kết hợp lại mới có thể mở ra được. Bất quá, ấn pháp mà Trung Nhạc thi triển ra nếu so với chìa khóa thì phức tạp hơn vô số lần. Đám ấn pháp này đánh ra, vách núi khẽ chấn động một cái, dần dần trở nên trong suốt. Phong Kỳ Khai lộ ra thần sắc kinh dị, hắn thân là tộc trưởng của Phục Khi thần tộc, cũng không biết trong thế ngoại chi địa, không ngờ lại có một địa phương như vậy. Trung Nhạc tiến vào trong vách núi, hắn vội vàng đi theo. Hỗn Độn Vũ thì lưu lại ở bên ngoài, chỉ thấy trong vách núi ẩn chứa không gian rất bát ngát. Trên không trung lạc ấn vô số các loại cảm ngộ, vô số văn tự ghi lại quá trình một vị tồn tại đế cấp tiến hành thôi diễn công pháp.
Nơi này là địa phương phụ thân của ngươi bế quan thôi diễn Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, ngươi chưa từng tới qua nơi này. Trung Nhạc nhàn nhạt nói, ghi chép trong này đều là những cảm ngộ của hắn. Hắn là tuyệt thế kỳ tài, chỉ tiếc hắn không đạt được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh bản hoàn chính, không thể bổ toàn môn công pháp này được, xây dựng đạo luân hồi thứ 6. Phong Kỳ Khai trầm mặc không nói lời nào. Hiện tại hắn đã tin tưởng lời nói của Trung Nhạc. Địa phương này ngay cả hắn cũng không biết, mà cho dù có biết, hắn cũng không có ấn pháp tương ứng để mở ra phong ấn tiến vào đây. Mà Trung Nhạc lại có thể dễ dàng đi tới nơi đây, có thể giải khai phong ấn, chỉ có đạo quỷ hồn tương lai kia mới có thể có loại thủ đoạn này. Trung Nhạc tản đi thâu thiên hoán nhật huyền công, dung mạo biến hóa, khôi phục diện mạo chân chính, nghiêm mặt nói: Phục Khí thị nhân tộc tổ tinh Trung Sơn thị Trung Nhạc bái kiến tộc trưởng Phục Khí của thế ngoại chi địa. Phong Kỳ Khai ngơ ngác nhìn hắn, gã thần ma trẻ tuổi trước mặt này chính là đạo quỷ hồn mà phụ thân của hắn vẫn luôn nhắc tới, không ngờ lại là quỷ hồn Phục Khí thị tới từ tổ tinh. Phụ thân chính mình lúc tuổi già lưng đeo tính xấu kẻ phản bội, không có bất kỳ bằng hữu nào, chỉ còn lại có đạo quỷ hồn mà kẻ nào cũng đều không nhìn thấy là bằng hữu duy nhất, tri kỷ duy nhất của phụ thân. Hắn đã đợi tới một ngày này, rốt cuộc đã đợi tới một ngày mà phụ thân đã nói tới. Hắn đột nhiên có một loại xung đột muốn khóc. 7 vạn năm rồi, hắn đã đau khổ chờ đợi suốt 7 vạn năm. Hắn đã từng một lần rồi lại một lần sụp đổ, đã từng hoài nghi đạo quỷ hồn tương lai có thật sự tồn tại hay không. Hắn một lần rồi lại một lần dừng lại lòng tin, lại một lần rồi lại một lần lòng tin tan rã, không chỉ một lần sản sinh hoài nghi đối với tương lai. Ngay cả hắn cũng không biết chính mình là làm sao qua được 7 vạn năm này, cảm thấy đủ loại hành vi cử chỉ trước đây đều là ngây ngô đần độn, phảng phất như một cái xác không hồn vậy, phảng phất như một cơn ác mộng vậy. Hiện tại đạo quỷ hồn trong miệng phụ thân này rốt cuộc đã tới. Bên ngoài còn có Phục Khí nữa không? Hắn nghe được thanh âm của chính mình khàn khàn hỏi. Trung Nhạc chần chừ một chút, gật gật đầu nói: Còn một nữ Phục Khí nữa. Còn có Phục Khí, vẫn còn có Phục Khí. Phong Kỳ Khai không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc nhịn không được khiến cho nước mắt chính mình chảy ra. Hắn ở trong mật thất của phụ thân quỳ rạp trên mặt đất, hu hu khóc lớn, tiếng khóc giống như quỷ gào, sụt sùi đau khổ. Trung Nhạc yên lặng đứng ở nơi đấy, chờ đợi hắn từ trong cực kỳ bi ai mà tỉnh táo lại. Qua một lúc lâu sau, Phong Kỳ Khai ổn định lại tâm tình chính mình, ngồi bệt trên mặt đất. Lại qua một lúc lâu sau, hắn khàn giọng hỏi: Quỷ hồn tương lai, ngươi muốn ta phải làm gì? Trung Nhạc trầm mặc trong chốc lát nói: Tương lai, theo ta ra ngoài chiến đấu, chém giết, tranh thủ một cái tương lai, Kỳ Khai tộc trưởng. Hắn chần chừ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: Ngươi bề ngoài mặc dù còn trẻ, nhưng ngươi thời gian dài như vậy trầm mê trong say rượu, thời gian dài như vậy chưa từng trải qua chiến đấu, binh khí của ngươi còn có thể dùng được không? Còn có thể chém được đầu của địch nhân hay không? Máu của ngươi còn có thể sôi trào được không? Ngươi có thể đối mặt với tử vong mà không biến sắc hay không? Ngươi có còn là Phục Khí nữa không? Mi tâm của hắn đại phóng tinh thần, đột nhiên có huyết hải vô biên hiện ra, vô số thần ma chiến đấu trên không huyết hải, lôi điện đan xen, khắp nơi đều là chân gãy tay cụt từ trên không trung rơi xuống, còn có từng cái đầu lâu rơi xuống. Hắn đang thể hiện cho Phong Kỳ Kỳ Khai thấy sự tàn khốc của chiến tranh, tràng cảnh vô cùng khủng bố. Đi ra ngoài ư? Chiến đấu ư? Chém giết sao? Còn có tử vong ư? Phong Kỳ Khai nhìn chằm chằm mảnh huyết hải kia, chàng chém giết kia sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm lấy lồng ngực chính mình. Trái tim hắn đang kịch liệt nhảy lên, một tiếng tiếp theo một tiếng cao hơn một tiếng, càng lúc càng nhanh, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trong mắt Trung Nhạc lộ ra thần sắc thương cảm. Nơi này là thế ngoại chi địa, Phong Kỳ Khai chính là sinh ra và lớn lên ở trong thế ngoại chi địa. Hắn chưa từng trải qua bất kỳ tràng chiến đấu nào, chưa từng trải qua chém giết sinh tử, chưa từng trải qua sự hiểm ác đáng sợ của ngoại giới. Nơi này là một cái nhà ấm, hắn là đóa hoa trưởng thành trong nhà ấm. Cho dù tu vi có cao đến đâu đi chăng nữa, cho dù thiên phú có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng thủy chung chưa từng trải qua gió dập sóng xô. Hắn thậm chí còn chưa từng sát sinh qua. Hắn lên chiến trường có sẽ khiếp đảm hay không? Hắn sẽ có sợ nhìn thấy máu tươi hay không? Thời điểm hắn đối mặt với địch nhân sẽ có chần chừ hay không? Có sẽ thương hại tính mạng của đối phương hay không? Một vị tộc trưởng Phục Khí như vậy thật sự là cường giả mà chính mình cần hay sao? Sắc mặt của Phong Kỳ Khai càng thêm tái nhợt, bàn tay ôm lấy lồng ngực của chính mình càng lúc càng dùng sức, trên trán gân xanh nhô lên, đột nhiên phù phù thở hổn hển, phảng phất như là con cá bị vớt lên bờ vậy, từng ngụm thở dốc. Hắn chưa từng trải qua chiến đấu,
chưa từng trải qua chém giết, hắn thậm chí còn sợ hãi tử vong. Trung Nhạc thở dài một tiếng, thu hồi dị tượng ngập trời, đứng dậy yên lặng rời khỏi. Thiết. Đột nhiên sau lưng Trung Nhạc vang lên thanh âm giống như nói mê của Phong Kỳ Khai. Tiếp theo soạt một tiếng, một thanh âm thiết kiến phủ đầy dì xét bị hắn cắm thẳng lên trên mặt đất. Trung Nhạc dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay đang nắm thanh thiết kiếm dì xét của Phong Kỳ Khai đang run rẩy. Nghĩ muốn rút thanh thiết kiếm dì xét này lên, lại tự hồ như không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn tuyệt đối là một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế ngoại chi địa. Thanh thiết kiếm này cũng là thần binh do bản thân hắn thuở nhỏ luyện ra, đã ở bên cạnh hắn cùng nhau trưởng thành. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy thanh thiết kiếm dì xét này vô cùng nặng nề, khiến cho hắn khó có thể rút lên. Sắc mặt Trung Nhạc buồn bã, thiết vẫn còn, máu vẫn còn, nhưng thiết đã dì xét, máu đã lạnh. Con trai của Phong Thường Dương ở trong nhà ấm sinh hoạt quá lâu, mê say quá lâu, cũng đã thất ý quá lâu. Hắn mặc dù có tu vi và thực lực thông thiên, nhưng đã không thể lại vũ động thiết kiếm của hắn, kích động nhiệt huyết của hắn nữa rồi. Hắn không phải là người mà Trung Nhạc muốn tìm, hắn giống như một phục thương khác mà thôi. Lưỡi kiếm đã bị mài mòn, chỉ biết tự than tự oán, chỉ có thể thích hợp dưỡng lão, cuối cùng lặng lẽ chết già trong tự than tự oán. Kiếm của hắn đã dì xét, bất quá kiếm của đế quân đại viên mãn sao lại có thể dì xét được đây? Dì xét chính là trái tim của hắn, trái tim của hắn đã dì xét, kiếm mới sẽ dì xét, mới sẽ cùn. Tồn tại đẳng cấp như hắn vậy, thần binh chính là phản ánh trái tim của hắn. Dì xét trên kiếm còn chưa trừ, liền nói rõ nội tâm của hắn vẫn như cũ loang lổ dì xét. Nội tâm loang lổ dì xét sao có thể kích động lên nhiệt huyết được đây? Phục Hy là chiến thần không biết sợ hãi, ngay cả máu cũng không thể nóng lên thì làm sao có thể xưng là Phục Hy được đây? Giả say quá lâu, đã biến thành say thật sự rồi. Tân Hỏa lắc lắc đầu, thấp giọng nói: làm bộ vô năng quá lâu sẽ biến thành vô năng thật sự. Hắn hẳn không nên đợi 7 vạn năm lâu như vậy, thời gian quá lâu rồi, đã mài mòn hắn rồi. Trung Nhạc cũng thở dài một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng lúc này sau lưng hắn chợt có quang mang yếu ớt lóe lên, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, một lần nữa dừng lại. Chỉ thấy đạo quang mang kia dần dần sáng ngời, chiếu rọi bóng dáng của hắn lên vách tường, khiến cho bóng dáng của hắn càng lúc càng rõ ràng. Hắn nghe được tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng gió khiến cho người ta run rẩy. Trung Nhạc nhất thể ngơ ngẩn, lẩm bẩm: Tân Hóa, người có nghe được tiếng gió không? Sau lưng của hắn có tiếng gió truyền tới. Trong tiếng gió, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Trung Nhạc quay đầu lại, nhìn thì thấy thanh thiết kiếm dì xét trong tay Phong Kỳ Khai đang quỳ trên mặt đất kia đại phóng quang mang. Dì xét trên thiết kiếm đang chốc ra, lộ ra thần quang khôn cùng nội ẩn bên trong. Bên cạnh Phong Kỳ Khai có gió đang lưu động, gió đang rít, gió đang gào, đang vây quanh hắn không ngừng gào thét. Vết dì xét loang lổ chốc ra càng lúc càng nhiều. Thần kiếm trong tay Phong Kỳ Khai cũng đang ong minh, thanh âm từ trầm thấp trở nên thanh thúy, trở nên dễ nghe, du dương hơn. Tiếng gió, thanh âm của kiếm lang keng, Phong Kỳ Khai dốc sức rút lên thiết kiếm, thân thể đứng lên cực kỳ thẳng tắp, khí tức kinh khủng đang rung chuyển, đại đạo ầm vang xung quanh hắn, tự hồ như có tiếng giống vô cùng phẫn nộ đang gào thét. Hắn chấn động thanh thiết kiếm trong tay, người và kiếm hòa làm một thể, sắc bén giống như là đã trải qua 7 vạn năm mài giũa vậy. Thiết kiếm, thiết thuyết vẫn như cũ còn đây. Phong Kỳ Khai cắn răng quát lớn, giống như lôi âm cuồn cuộn. Phục Kỳ Trung Sơn Thị, Phục Kỳ Phong Thị, Phong Kỳ Khai, nguyện cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tâm thần Trung Nhạc kích động, nhìn chằm chằm Phong Kỳ Khai. Thanh kiếm này đã dì xét 7 vạn năm, nhưng cũng đã mài giũa suốt 7 vạn năm. 7 vạn năm chưa từng chiến đấu, dĩ nhiên là không biết chiến đấu như thế nào. Nhưng thanh kiếm này đã mài giũa 7 vạn năm, tích xúc lực lượng 7 vạn năm sẽ khiến cho thanh kiếm nhanh tới mức nào, sắc bén tới mức nào đây? Được, ta sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Trong gian mật thất thế ngoại chi địa này, bàn tay Trung Nhạc và bàn tay Phong Kỳ Khai mạnh mẽ cầm chặt lấy nhau. Từ nay về sau, trên thế giới đã có thêm Phục Khí thứ 3 rồi. Trung Nhạc cười ha hả nói: ngươi còn có thể đợi thêm nữa không? Đợi thêm mấy năm nữa, kiếm của ngươi lại mài giũa thêm mấy năm nữa, đến lúc đấy ta dẫn ngươi giết ra tương lai của Phục Khí thị. Phong Kỳ Khai trầm giọng nói: đừng để cho ta, đừng để cho thanh kiếm này đợi quá lâu. Ta sợ tâm linh của ta và thanh kiếm này sẽ lại một lần nữa dì xét mất thôi. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Ta cần ngươi tiếp tục tu luyện. Công pháp mà phụ thân của ngươi chưa bổ toàn xong,
ta đã bổ toàn rồi. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ta cần thực lực của ngươi phải càng mạnh hơn nữa. Tâm niệm Trung Nhạc kẽ động, truyền thụ cho hắn Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh mà chính mình đã bổ toàn, rồi lên tiếng nói: ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đợi tin tức của ta. Thời điểm tin tức của ta truyền tới, ngươi có thể chấm tận toàn bộ những kẻ phản bội trong thế ngoại chi địa hay không? Phong Kỳ Kha nhẹ nhàng vút ve thanh thiết kiếm của chính mình, thanh âm trầm thấp: nó đã khát vọng uống máu tươi của bọn họ 70,000 năm rồi. Trung Nhạc và Phong Kỳ Khai rời khỏi địa phương Phong Thường Dương tu luyện. Trên thế gian này, rốt cuộc đã có thêm một phục khí nữa, khiến cho Trung Nhạc cảm giác được con đường của chính mình không còn cô đơn nữa, chính mình không còn cô đơn trước bóng. Ngoại trừ ta, ngoại trừ Tư Mệnh, còn có một phục khí thứ ba. Chúng ta vẫn chưa quỳ xuống, chúng ta vẫn chưa khuất phục, chúng ta vẫn chưa ngã xuống đâu. Hắn và Phong Kỳ Khai tạm thời tách ra, dự định đi tìm một tòa cung điện dùng làm địa phương bế quan. Hiện tại hắn vẫn là thân phận Phong Vô Kỵ, thân là sứ giả của Thiên Đế và Bàn Hồ Thị, tự nhiên là đạt được lễ ngộ và tôn trọng. Hắn chuẩn bị giải khai phong ấn huyết mạch của bản thân, hết thảy giải khai toàn bộ phong ấn. Ở trong thế ngoại chi địa không có nguyền rủa của tồn tại tà ác, bởi vì nơi này không thuộc về vũ trụ ngoại giới mà là độc lập ở bên ngoài vũ trụ. Nguyền rủa của tồn tại tà ác không thể ảnh hưởng tới nơi này. Đây là cơ hội vô cùng khó có được, nhất cử giải khai toàn bộ phong ấn huyết mạch và nguyền rủa, có thể khiến cho chiến lực của hắn lại đạt được sự đề thăng kinh người. Vô Kỵ tiểu hữu. Đột nhiên một đạo thanh âm từ sâu bên trong thế ngoại chi địa truyền tới, trong lòng Trung Nhạc nhất thời giật mình. Thế ngoại chi địa dù sao cũng là mảnh vỡ đế tinh tiền triều, diện tích cực kỳ rộng lớn, kẻ này vậy mà có thể xuyên qua khoảng cách xa xôi như thế truyền âm tới, giống như là ghé vào bên tai hắn lên tiếng vậy, cực kỳ bất phàm. Vô Kỵ tiểu hữu, lão hổ phong trấn. Đạo thanh âm kia nhàn nhạt nói: nghe nói tiểu hữu nghĩ muốn giải khai phong ấn huyết mạch, không biết có cần lão hổ tương trợ hay không? Phong trấn ư? Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy. Thời điểm hắn trở lại 70,000 năm trước, trong số những kẻ phản bội trong thế ngoại chi địa có hai tôn đế, một người trong đó liền gọi là Phong Trấn lão tổ. Phong Trấn lão tổ này cực kỳ lợi hại, năm đấy ngay cả Phong Thường Dương cũng không thể giết chết hắn, đã để cho hắn trốn thoát một mạng. Hắn là thần ma phục khi do trời đất sinh dưỡng, cũng là tên phản đồ ở trên đường trở về tổ tinh đã lập bia, viết ra hàng chữ chính mình diệt hết phục khi ở đây kia. Hắn vẫn còn sống. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy chính mình giống như bị một con đại độc xà ở trong bóng tối đang tập trung vậy, không người nói: không dám làm phiền tiền bối, tiền bối loại chuyện nhỏ này, giải khai phong ấn huyết mạch này, bản thân ta cũng có thể làm được. Thanh âm của Phong Trấn lão tổ lại truyền tới, cười ha hả nói: tiểu hữu chỉ cần giải khai 5 tầng huyết mạch phục khí, ở nơi này quả thật vô cùng đơn giản, với tư chất của ngươi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đáng tiếc ngươi không phải là phục khí thuần huyết, bằng không ngươi giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ rồi. Phong ấn huyết mạch của phục khí thần tộc ta, huyết mạch càng cao giải khai lại càng khó khăn. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thử dò xét hỏi: vậy có thể mời tiền bối chỉ điểm một chút hay không? Phong ấn huyết mạch tổng cộng có 6 đạo. Thanh âm của Phong Trấn lão tổ giống như là ghé vào bên tai của hắn thì thầm vậy, hắn lên tiếng nói: đạo thứ nhất giải khai 2 thành phong ấn huyết mạch cũng xem như là đơn giản, đạo thứ hai giải khai 4 thành phong ấn huyết mạch cũng có chút khó khăn rồi, đạo thứ ba giải khai 6 thành phong ấn huyết mạch cần có nhãn giới và kiến thức không tầm thường, và là kiến thức cấp bậc đế quân mới có thể giải khai, đạo thứ tư giải khai 8 thành phong ấn huyết mạch cần có nhãn giới và kiến thức đế cấp, đã tới đạo thứ năm giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch, nhãn giới và kiến thức cần có cũng đã cao tới mức không cách nào tưởng tượng. Trung Nhạc chờ đợi trong giây lát, thanh âm của Phong Trấn Thủy Trung cũng không có tiếp tục, vội vàng hỏi: tiền bối, về đạo phong ấn thứ 6 thì sao? Đã giải khai được 10 thành phong ấn huyết mạch hẳn là không còn tồn tại rồi, vậy đạo phong ấn thứ 6 lại là cái gì? Đạo phong ấn thứ 6 sao? Thanh âm Phong Trấn lão tổ vang lên: đó là phong ấn luân hồi, một đạo phong ấn ác độc nhất kìa. Người gian gian khổ khổ giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch, liền sẽ phát hiện đạo phong ấn thứ 6 bị kích phát. Nếu người chết oan chết uổng sẽ không thể tiến vào luân hồi, không thể trọng sinh, chỉ có thể hồn phi phách tán. Nếu như đã chết rồi, đó chính là thật sự chết, đó là phong ấn không thể giải khai. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn,
trăm canh nghìn đắng trải qua sinh tử mới giải khai được 10 thành phong ấn huyết mạch. Sau đấy mới phát hiện sau 10 thành còn có phong ấn luân hồi, vẫn còn nằm trong sự trường khống của đối phương. Đây sẽ là tuyệt vọng đến mức nào đây? Là nguyền rủa tuyệt hậu, phong ấn tuyệt hậu. Một lúc sau, Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: cũng may ta chỉ có 5 thành thần huyết phục khí, bất quá cũng đã đạt tiền bối đã chỉ điểm. Phong Trấn Lão Tổ mỉm cười nói: ngươi tự mình thử giải khai phong ấn trước đi, lão hủ nơi đây đang chấn áp một vị bằng hữu cũ. Vị lão bằng hữu này hiện tại lại không an phận rồi, chậm thì 1 tháng, nhanh thì chừng 10 ngày, lão hủ sẽ tới gặp ngươi, giúp ngươi giải phong. Trung Nhạc bày ra bộ dáng mừng rỡ như điên, mỉm cười nói: xin đa tạ tiền bối. Nhưng trong lòng của hắn lại mạnh mẽ trầm xuống. Phong Trấn là tồn tại đế cấp, hắn đích thân tới đây, thâu thiên hoán nhật huyền công của chính mình chưa chắc có thể giấu giếm được thần nhãn thứ 3 của hắn. Hắn có thể giấu giếm được Phong Kỳ Khai, giấu giếm được đám tộc lão kia, nhưng giấu giếm vị tồn tại đế cấp cùng huyết mạch Phong Trấn này quả thật có chút khó khăn. Chậm thì 1 tháng, nhanh thì 10 ngày ư? Ta nhất định phải trong vòng 10 ngày rời khỏi thế ngoại chi địa. Trung Nhạc lập tức sai người chuẩn bị địa phương bế quan, sau đấy phong ấn tòa cung điện kia, lại để cho Hỗn Độn Vũ cầm phù tăng thần thụ trấn thụ ở bên ngoài, chính mình ngồi bên trong giải khai phong ấn huyết mạch. Hỗn Độn Vũ cắm phù tăng thần thụ xuống, mọc rễ phát triển. Kiện đế binh này cành lá bay lượn bao phủ xung quanh tòa cung điện này, khiến cho ngay cả tạo vật chủ thông thường cũng không thể tiếp cận được. Trung Nhạc đã giải khai hơn 5 thành phong ấn huyết mạch, dừng bước lại tại trước thành thứ 6, không có tiếp tục giải khai, bởi vì hắn cảm ứng được trận kiếp thứ 3 sắp sửa giáng xuống, không thể không dừng lại, bằng không liền sẽ bị nguyền rủa kéo dài tới 10 vạn năm trước đi gặp tồn tại tà ác vô cùng đáng sợ kia. Mà ở nơi này hắn cũng không có loại cảm ứng đáng sợ đó. Cái này nói rõ thế ngoại chi địa quả thật có thể che đậy nguyền rủa của tồn tại tà ác. Đoàn đạo huyết mà thần hậu nương nương đã tặng cho hắn kia lúc này đã bị hắn luyện tới 7-8 phần, còn dư lại không bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn toàn luyện hóa đoàn đạo huyết của thần hậu nương nương sẽ có thể giải khai 6 thành phong ấn huyết mạch. Thời gian 10 ngày không biết có đủ để cho ta giải khai 8 thành phong ấn huyết mạch hay không, thời gian quá cấp bách rồi. Hắn bế quan tiềm tu, vừa điên cuồng luyện hóa đạo huyết của thần hậu nương nương, vừa tận dụng toàn bộ trí tuệ của chính mình thôi diễn đạo phong ấn huyết mạch thứ 4. Phong ấn huyết mạch có tổng cộng 6 đạo, phong ấn phía trước chưa giải, phong ấn phía sau liền không hiện ra, mà phong ấn phía sau hiện ra sẽ liền kích động nguyền rủa huyết mạch vượt qua thời không trở về 10 vạn năm trước. Trung Nhạc không sai biệt lắm đã hoàn toàn giải khai đạo phong ấn huyết mạch thứ 3. Đạo phong ấn huyết mạch thứ 4 đã bắt đầu hiện ra. Đó là một đạo phong ấn càng thâm ảo hơn, phức tạp hơn, cần có nhân giới và kiến thức đế cấp mới có thể giải khai được. Mà hiện tại hắn đã có được tâm cảnh đế cấp, thời điểm lĩnh ngộ thậm chí còn có thể cảm giác hóa đạo đồng dạng với đế. Hắn đã có được tiền vốn giải khai đạo phong ấn thứ 4. Trung Nhạc điên cuồng thôi diễn, đạo phong ấn huyết mạch thứ 3 đã hoàn toàn buông lỏng, càng nhiều đạo phong ấn thứ 4 chậm rãi xuất hiện. Trung Nhạc đợi trong giây lát không thấy đại khủng bố xuất hiện, lực lượng nguyền rủa cũng không có đi tới nơi đây, kéo hắn tới 10 vạn năm trước. Thế ngoại chi địa thật sự có thể che đậy được nguyền rủa. Hắn nhất thời yên tâm, toàn tâm toàn ý vùi đầu và phá giải đạo phong ấn thứ 4. Trung Sơn Thí, ngươi cần phải cẩn thận hóa đạo. Tân Hỏa đột nhiên cảm ứng được đại đạo trong cơ thể Trung Nhạc dục dịch xuất động, trong lòng cả kinh vội vàng chỉ điểm. Vừa rồi tên Phong Trấn kia không có hảo ý, không có nói cho ngươi biết thời điểm giải khai phong ấn thứ 4 sẽ bị phong ấn mê hoặc, có hung hiểm hóa đạo. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời đại chấn, hắn cảm giác được thời điểm chính mình cảm ngộ đạo phong ấn thứ 4 dường như muốn đồng hóa với phong ấn. Giải khai đạo phong ấn thứ 4 cần có cảm ngộ đế cấp, đầu tiên là phải hiểu rõ những phong ấn này, sau đấy mới có thể phá giải phong ấn. Lý giải phong ấn là một khâu mấu chốt nhất để phá giải phong ấn. Trong một khâu này, tồn tại tà ác đã lưu lại sát thủ, chỉ cần đi lý giải liền sẽ bị phong ấn mê hoặc, có hung hiểm hóa đạo. Cái hóa đạo này không phải là biến thành đại đạo thiên địa, mà là biến thành phong ấn. Đại đạo của chính mình biến thành đạo phong ấn huyết mạch thứ 4, mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ gia cố phong ấn huyết mạch của chính mình tới tình trạng không thể phá vỡ. Âm hiểm, thật sự âm hiểm. Toàn thân Trung Nhạc không rét mà run, tâm niệm của hắn đột nhiên chật động, vô số đạo phân thân đi ra, trên dưới 100 vạn phân thân đồng thanh quát lớn tới khởi đáy bàn thiên bàn. Thiên bàn của hắn trải qua đại bạo tạc, chỉ còn lại có cái đáy bàn đã biến thành một mảnh sắt mỏng, trên mảnh sắt còn lưu lại là cấn của thiên bàn, vẫn như cũ có năng lực thôi diễn kinh người, dùng thiên bàn để thôi diễn
liền vứt đi hung hiểm hóa đạo. Chành một tiếng, Trung Nhạc rút tiên thiên thần đao ra, chiếu rõ huyết mạch bản thân. Tiên thiên thần đao là do tiên thiên dịch đạo biến thành, khởi nguyên từ tiên thiên đạo khí của Phục Vân đạo tôn, có thể chiếu rọi ra hết thảy huyền bí. Hắn hai bút cùng vẽ, đồng thời đối phó đạo phong ấn huyết mạch thứ tư, cứ như vậy sẽ có thể tránh né hung hiểm hóa đạo, giải khai huyền bí của đạo phong ấn thứ tư, liền có thể phá giải phong ấn được rồi. Mà vào lúc này, tại khu vực trung tâm của thế ngoại chi địa, một cái giếng lớn giống như vực sâu không đáy đang đằng đẵng bốc lên thần hà, từ miệng giếng sâu xuống lòng đất không biết tới bao nhiêu vạn năm vạn dặm. Có thể thấy được ở nơi đó có hai tòa vân đài thật lớn đang phiêu phù. Trên một tòa vân đài trên đấy, Phong Chấn đang ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở bên cạnh hắn còn có một tòa vân đài khác nữa, trên đó cũng có một lão giả khác đang ngồi, cũng là đầu người thân rắn, thực lực vô cùng cường đại. Lão giả này gần đây như thế nào lại táo bạo như vậy? Lão giả kia cười lại một tiếng nói: Phong Chấn, vừa rồi ngươi truyền âm cho một tiểu bối là có chuyện gì vậy? Một tiểu bối có thể kinh động tới ngươi trước giờ cũng không nhiều. Phong Chấn lão tổ râu tóc trắng tinh, hai hàng lông mi thật dài giống như bạch hà tung bay. Hắn một thân áo màu trắng, toàn thân trắng tinh, thậm chí ngay cả cái đuôi rắn cũng là màu trắng, khiến cho hắn lộ ra vô cùng thần thánh, vô cùng trang nghiêm. Tiểu bối này là từ bên ngoài tới, gọi là Hữu Vô Kỵ. Vừa rồi ta liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy tiểu tử này có chút bất đồng so với lần trước tới đây. Phong Chấn lão tổ khẽ nhíu mày nói: Cảm giác thật kỳ quái, mặc dù ta nhìn ra có chút bất đồng, nhưng lại không nhìn ra bất đồng ở chỗ nào. Tiểu tử này có quỷ. Lão giả kia kinh ngạc, đột nhiên thần nhãn thứ ba trên mi tâm hắn chợt mở ra, xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về phía Trung Nhạc đang trong lúc bế quan. Phong Chấn lão tổ mỉm cười nói: Phục Mi lão tổ, vô dụng thôi, ngươi không phải là phục khí trời sinh đất dưỡng, không phát huy ra hết thảy ảo diệu của thần nhãn thứ ba, không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ngươi thậm chí còn nhìn không thấu được thần thụ của hỗn độn thị. Lão giả Phục Mi lão tổ kia dùng thần nhãn thứ ba xa xa quan sát, có thể nhìn thấy hỏa quang và hỗn độn ba động xung quanh phù tăng thần thụ, quả thật nhìn không thấu được phù tăng thần thụ, không thể nhìn thấy Trung Nhạc bế quan ở trong thần điện dưới tán cây. Đó là thần binh đế cấp của hỗn độn thị, ta tự nhiên là nhìn không thấu rồi. Phục Mi lão tổ mỉm cười nói: Người có thể nhìn xuyên qua sao? Phong Chấn lão tổ thản nhiên nói: Có thần thú của hỗn độn thị ngăn cản, nhìn không rõ mà thôi. Trong các triều thiên đế của Phục Khi thị ta, có một triều thiên đế là dùng thần nhãn đắc đạo, ba quả thần nhãn khám phá hết thảy hư vọng. Đừng nói là đế binh không ngăn cản được ánh mắt của hắn ta, cho dù là hư không giới cũng không ngăn cản được tầm mắt của hắn. Ta mặc dù đạt được môn công pháp này, nhưng cũng chỉ là tàn thiên, không được hoàn chính. Phục Mi lão tổ nhất thời giật mình: Là Tam Mục Thiên Đồng Phá Vọng Thiên Kinh của Hy Hạo Đế sao? Môn huyền công được xưng là chừng kẻ nào kẻ đó liền chết kia sao? Môn công pháp này ngay cả Phục Khi thần tộc các ngươi cũng không có được bản hoàn chỉnh sao? Đã bị kẻ kế thừa Tân Hỏa ôm theo vào phần mộ rồi, chỉ để lại bản tàn thiên. Phong Chấn lão tổ thở ra một tiếng nói: Đoán chừng là không cách nào để cho Tam Mục Thiên Đồng hoàn chỉnh tái hiện thế gian được rồi. Vừa rồi ta dùng Tam Mục Thiên Đồng nhìn hắn, phát hiện ra một chút kỳ quái. Ta nhìn thấy tình hình nửa thực nửa hư, vô cùng cổ quái. Phong ấn huyết mạch của hắn tự hồ đã giải khai được hơn 5 thành, lại bị hắn cố ý đẻ xuống. Cũng may lão gia hỏa này tiếp qua 10 ngày nữa lực lượng sẽ hao hết thôi, trở nên an phận. Đợi sau khi chấn áp hắn xong, ta sẽ đích thân đi nhìn một chút tên Hiếu Vô Kỵ này, nhìn xem hắn có bí mật gì. Hắn khẽ mỉm cười thản nhiên nói: Cho dù Hiếu Vô Kỵ là giá cũng không có vấn đề gì cả. Nếu hắn nỗ lực giải khai đạo phong ấn thứ tư, vậy chính là thật sự đi tìm đường chết rồi. Đạo phong ấn thứ tư là phong ấn hóa đạo, ta cũng không có nói cho hắn ta biết. Hắn chỉ cần chạm vào đạo phong ấn này sẽ liền hóa đạo. Nếu hắn thực sự là Phục Khí bán huyết Hiếu Vô Kỵ, tự nhiên là sẽ không chết. Còn nếu là những sinh linh khác biến thành, nhất định sẽ hóa đạo. Phục Mi lão tổ mỉm cười nói: Ngươi, cái lão gia hỏa này vẫn là âm hiểm như vậy. Phong Chấn lão tổ cười ha hả một tiếng, chẳng những không tức giận, ngược lại còn dưng dưng đắc ý. Mà cùng lúc đấy, Thủy sư Thiên Đình hợp dòng với Thủy sư Ban Hồ Thị công kích tới phía dưới Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, quân lấy Âm Khang Thị. Thủy sư Âm Khang Thị dốc ra toàn bộ lực lượng,
pháo hạm song phương đối chiến, giết tới mức trời đất long lở. Trên mặt sông Thiên Hà, liên doanh kéo dài trăm vạn dặm, vô số thiên binh thiên tướng gắn lên trên mặt sông vô số thần mộc dày đặc. Đám thần mộc trôi nổi trên mặt sông Thiên Hà, bình ổn giống như lục địa vậy, có thể ở trên đó phóng ngựa chạy như bay. Cứ cách mấy nghìn dặm lại là một doanh trại, cách mấy vạn dặm lại là một đại doanh. Thủy lộ tương liên, thần mộc tương thông, giữa các doanh hô ứng lẫn nhau. Mỗi một doanh đều có chức trách bất đồng, ngày đêm quấy rầy tập kích, khiến cho Âm Khang thị không thể dọn Thiên Hà chi châu đi. Lại có thần tướng xuất doanh ở trước trận nhau nhau cứu chiến, nhục mạ thủy sư Âm Khang thị đối diện, khiến cho đối phương không thể không ứng chiến. Tướng lĩnh song phương ở trước trận lần lượt xuất thủ. Trong trận doanh song phương, kim cổ tề minh hô giết rung trời, thường thường là một phương đầu rơi xuống đất thu tràng. Đám tộc lão Phục Bảo Chính, Phục Bảo Nhi, Phục Bảo Điền, Phục Bảo Khai chạy tới chiến địa, chỉ thấy một nữ chân thần Âm Khang thị đang ở trước trận chém giết. Nữ tử này tế khởi nhị thập tứ chú động thiên ngọc tiêu, liên tục chém giết mấy gã chân thần của bàn hồ thị và thủy sư thiên đình, đạt được toàn thắng, tới một đám thủy hỏa kỳ lân ở trước trận giữa võ dương ngoài. Nữ tử này thật lợi hại. Phục Bảo Điền kinh ngạc tán thán một tiếng rồi tán thưởng. Trong đám người xa cơ thất thế Âm Khang thị này, không ngờ lại có một nữ tử xuất sắc như thế, không thể khinh thường được. Phục Khất Bân, người xuống chém chết nữ tử kia đi. Bọn họ lần này xuất sơn mang tới không ít thế hệ thanh niên Phục Khi thần tộc, mỗi cảnh giới đều có. Gã Phục Khất Bân này chính là một tên ở trong số đấy. Hắn cũng là một gã chân thần, nghe hắn nói vậy, lập tức thôi động thần thú dưới khố phóng thẳng xuống. Phục Khất Bân sát nhập chiến trường, đám người Phục Bảo Điền thì tiến về phía đại doanh. Trong đại doanh sớm có từng tôn tạo vật chủ thần hoàng đi tới đón chào. Lâu Chính Sư và Bản Kê một thân giáp trụ tự mình nghênh tiếp, cười ha hả nói: các vị đạo huynh Phục Khi thần tộc tới đây, Âm Khang thị tất nhiên sẽ bị phá rồi. Lão bà Phục Bảo Nhi cười hăng hắc nói: đám người lão thân đã rất lâu chưa nhập thế rồi, cũng không biết thế hệ thanh niên hiện tại có còn nhớ vinh quang của đám thế hệ trước chúng ta hay không. Lâu Chính Sư khách khí nói: Phục Bảo Nhi tiền bối năm xưa thế nhưng chính là tuyệt thế mỹ nhân, danh chấn vũ trụ cổ lão và tử vi, ai dám quên chứ. Phục Bảo Chính cười ha hà nói: mấy bộ xương già chúng ta ứng theo lời mời của Phong Vô Kỵ tới đây trợ trận, Lâu thống soái phải ghi nhớ một đại công cho Phong Vô Kỵ tiểu hữu à. Sao, Phong Vô Kỵ ư? Bàn Kê thoáng ngẩn người, mỉm cười nói: hẳn là Hiếu Vô Kỵ. Ta nghe nói trước đây Hiếu Vô Kỵ quả thật họ Phong, cũng có chút liên quan tới nhất mạch Phục Khí các ngươi, bất quá về sau hắn đã đổi thành họ Hiếu rồi. Phục Bảo Chính liếc nhìn hắn một cái, bộ dạng lão thành nói: huyết mạch Bàn Hồ sao có thể so sánh với huyết mạch Phục Khí được. Sắc mặt Bàn Kê đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Lâu Chính Sư vội vàng hỏi: tiền bối, vừa rồi ta thấy một vị tiểu tướng xuất chiến, vị tiểu tướng này là... Lâu thống soái yên tâm, Phục Khất Bân là một đứa con cháu của ta, thực lực tương đối bất phàm, chiến lực cực mạnh, không thua kém gì ta năm xưa. Phục Bảo Điền cười ha ha nói: thực lực của hắn đặt ở trong tử vi cũng là tồn tại đỉnh cao. Đột nhiên trước trận truyền tới thanh âm huyên náo rung trời, đám người Phục Bảo Điền vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái đầu Phục Khất Bân rơi xuống đất, thi thể rơi vào trong thiên hà, bị nước sâu nuốt mất, sắc mặt không khỏi tái xanh. Lâu Chính Sư thận trọng nói: các vị tiền bối có chỗ không biết rồi, nữ tử kia chính là chính thê của Tiên Thiên Cung Dịch Tiên Sinh, gọi là Âm Phần Huyên, cơ hồ vô địch trong cảnh giới chân thần, nghe nói nàng là thánh linh thể, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thánh linh thể sao, thì ra là thế. Phục Bảo Nhi cười khanh khách nói: bất quá trên chiến trường để cho một nữ tử quát tháo, các ngươi không làm được gì nàng, cũng là rơi xuống nguy phong nhà mình rồi, để lão thân xuất trận đánh chết nàng. Lâu Chính Sư vội vàng nói: tiền bối, đây là đối chiến trước trận, chân thần đấu với chân thần, thiên thần đấu với thiên thần, tạo vật chủ đấu với tạo vật chủ, nếu tiền bối xuất chiến đó chính là phá hư quy củ. Quy củ chó má gì chứ. Phục Bảo Nhi chống quải trượng đi về phía trước trận, cười khanh khách nói: hai quân đối chiến còn nói quy củ cái rắm gì, tiểu tiện phụ này là thánh linh thế, chân thần dưới chứng các ngươi, kẻ nào là đối thủ của nàng đấy, đợi nàng trưởng thành lên không ai địch nổi, hiện tại thừa dịp nàng còn nhỏ yếu, chơi chết nàng mới là chính đạo kìa. Cặp mày của Lâu Chính Sư nhíu chặt, có chút khinh thường đối với hành vi của đám người Phục Bảo Nhi. Chỉ là đám người Phục Bảo Nhi dù sao cũng là cường giả,
bọn họ mới tới trận trận, hắn cũng không tiện nhiều lời. Phục Bảo Nhi nhàn nhã đi tới trước trận, chống quải trượng ở tay, nhìn về phía Âm Phiền Huyên, cười hăng hắc nói: "Tiểu nữ tử thật xinh đẹp, đánh chết rồi còn có chút đáng tiếc à." Dứt lời đã giơ lên quải trượng trong tay. Quải trượng vừa lên đã thấy lục đạo chuyển động, một trượng chất chứa lục đạo luân hồi, dẫn động vĩ lực thiên địa, khuấy động phong vân thiên hà, biến thành sáu đạo tinh hệ cỡ nhỏ. Cây quải trượng của nàng mang theo sáu đạo tinh hệ, đè thẳng xuống Âm Phần Huyên. Nàng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong hàng ngũ đế quân, lần này xuất thế cũng đã dốc hết toàn lực, cho dù là cường giả của Âm Khang Thị có muốn cứu giúp cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quải trượng của nàng đánh xuống. Sắc mặt Âm Phần Huyên kịch biến, vừa vàng ngẩng đầu lên cao giọng nói: "Sao đế quân lại thấy chết không cứu vậy? Nếu như phu quân ta biết đế quân thấy chết không cứu, đế quân còn muốn khiến cho phu quân ta bán mạng nữa hay sao?" "Đế quân nữ." Phục Bảo Nhi cười khanh khách nói: "Lão thần xuất thủ, cho dù là thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi đâu." Đột nhiên một bàn tay từ trong hư không vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy quải trượng của Phục Bảo Nhi. Tiên Thiên Đế Quân từ trong hư không đi ra, mỉm cười nói: "Nương nương an tâm một chút, chớ nóng vội." Sắc mặt của Phục Bảo Nhi khẽ biến, đột nhiên dùng sức kéo mạnh quải trượng, từ trong quải trượng rút ra một thanh kiếm mỏng, kiếm quang như mưa đâm thẳng về phía Tiên Thiên Đế Quân, cười khanh khách nói: "Hóa ra thật sự có cao thủ, bộ dáng cũng rất trẻ tuổi, cũng rất anh tuấn, đánh chết cũng có chút đáng tiếc cả." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cái lão bà này xuất thủ lại tàn nhẫn tới cực điểm, không chút nào bởi vì Tiên Thiên Đế Quân rất anh tuấn mà lưu tình. "Tiên Thiên Đế Quân nữ." Trước đại doanh, sắc mặt Lô Chính Sư kịch biến, thất thanh nói: "Không xong rồi, các bộ thủy sư thiên đình tế khởi thiên hà đại trấn." Các bộ thủy sư nghe hắn nói vậy, vô số thần ma giống giận tế khởi một tòa đại trận, trận đồ thật lớn. Trong vô số doanh trại, từng chiếc lô thuyền chiến hạm dày đặc không trung không ngừng bay vào trong trận đồ kia. Phục Bảo Điền mỉm cười nói: "Một tên đế quân hèn mọn mà thôi, cần gì phải hô to gọi nhỏ như vậy? Lâu thống soái lại nhìn Bảo Nhi sư tỷ giết chết hắn ta." "Không, người không biết sự lợi hại của hắn rồi." Lâu Chính Sư gầm lên một tiếng, bay thẳng lên không trung, rơi vào trong trận đồ. Mấy trăm ngàn tấn ma phía dưới thôi động doanh trại, ngay cả liên doanh cũng nhổ tận gốc, rơi vào trong trận đồ. Trận đồ chậm rãi khởi động, nhấc lên thiên hà. Tinh thủy thiên hà cùng với vô số tinh sa trong dòng sông bị cuốn lên, khiến cho trận đồ này càng thêm hùng vĩ mênh mông. "Bản kê huynh, mau thế đế binh!" Tiếng quát của Lâu Chính Sư truyền ra. "Phục Bảo Nhi không phải là đối thủ của hắn đâu." "Phục khi năm xưa chỉ biết lệnh hót lấy lòng thôi sao?" Lúc này Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. Cây quải trượng của Phục Bảo Nhi ở trong tay hắn cũng trở nên thiên biến vạn hóa. Đinh một tiếng, thanh kiếm mỏng vẫn như cũ cắm bên trong cây quải trượng. Phục Bảo Nhi quát dài một tiếng, sáu đạo quang luân sau đầu chuyển động, há miệng phun ra một thanh trường thương. Trường thương như rồng, nàng vậy mà thôi động một môn tuyệt học đế cấp. Tuyệt học đế cấp của Phục Kỳ Thị, Ấn Thương Phục Ma Huyền Công. Tuyệt học của Ấn Thương Nữ Đế trong tay nàng thi triển ra còn cường hoành hơn Phong Thanh Vũ không biết bao nhiêu lần, tự hồ có thể tái hiện khí khái của Ấn Thương Nữ Đế. Một cây long xà thương đánh khắp thiên hạ không địch thủ. "Thứ đồ không biết tiến bộ." Tiên Thiên Đế Quân lách người nhảy tới phụ cận, một trường đánh xuống, thương ảnh ngập trời nhất thời bị phá sạch. Một kích long xà thương căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Hắn phảng phất như sớm đã biết rõ sơ hở của Ấn Thương Phục Ma Huyền Công, dễ như trở bàn tay sắp nhập vào trong tầng tầng thương ảnh. Răng rắc răng rắc, thanh âm giòn tan vang lên không ngừng truyền tới. Toàn bộ xương cốt trên dưới toàn thân của Phục Bảo Nhi đều bị đánh nát, trong miệng thổ huyết. Đám đại năng thượng cổ Phục Bảo Điền, Phục Bảo Khải, Phục Bảo Chính gào thét giết tới, ý đồ giải cứu Phục Bảo Nhi. Bọn họ còn chưa giết tới phụ cận đã thấy Phục Bảo Nhi bị Tiên Thiên Đế Quân đánh một chưởng lên trên đầu. Nhục thân lão bà này vặn vẹo, bị mạnh mẽ vỗ thành một đống thịt. Tiên Thiên Đế Quân nhìn về phía đám người Phục Bảo Điền đang vọt tới, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. "Xem ra các ngươi không nhận ra ta rồi, cái này cũng khó trách cả. Năm xưa ta chỉ mới xuất thế không bao lâu, vẫn là một tiểu đồng tử tọa của sư tôn, đi theo bên cạnh sư tôn tu hành. Mà khi đấy các ngươi đã là tồn tại quát tháo chư thiên được rồi." Đám người Phục Bảo Điền nhao nhao giết tới. Bọn họ mỗi người đều thi triển ra công pháp bất đồng, nhưng toàn bộ đều là công pháp đế cấp, tuyệt học đế cấp tới từ Phục Khi Thị. Đám địa hoàng thiên đế Phục Khi Thị, Quang Diệu, thời đại địa kỷ, bọn Thái Hạo, Ký Tiết, Tượng Đoàn,
Thảo An, Bằng Hòa, Phong Hòa, Tiết Thị. Tuyệt học của bọn họ hiện tại một lần nữa được tái hiện thế gian. Nhưng ở trước mặt Kim Thiên Đế Quân, những tuyệt học này hết thảy đều là trăm chỗ sơ hở. Đám người Phục Bảo Điền giống giận một tiếng nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Đột nhiên Phục Bảo Khải bị chém rơi đầu, cái đầu bị Tiên Thiên Đế Quân thổi mạnh một hơi, nguyên thần trong đầu biến thành tro bụi. Phục Bảo Chính vừa mới thi triển ra Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh, cái đuôi rắn đã bị chém đứt, 33 trọng thiên bị oanh phá. Phục Bảo Điền vừa mới sử dụng ra Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chui vào hư không, ngay sau đấy đã bị đánh văng ra khỏi hư không, máu đẫm thiên hà. Sau đó lại có một đại năng thượng cổ bị Tiên Thiên Đế Quân chém chết. Người này họ Phong, xuất thân từ Lôi Bộ, trong Phong Thị nhập bộ, đã phản bội Phục Khi Thị. Năm xưa sau khi hắn phản bội đã thống hạ sát thủ với đồng tộc, không một kẻ nào giết ngoan độc bằng hắn, giết nhiều bằng hắn. Phục Khi thần tộc bị diệt, công lao của hắn cực lớn, hiện tại cũng không nghĩ tới chính mình lại chết ở nơi đây. Tiên Thiên Đế Quân xuất thủ nhàn nhã, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng chiêu nào cũng đều là nhằm vào công pháp của bọn họ, nhằm vào sơ hở của bọn họ. Mặc dù bọn họ tu luyện rất nhiều loại công pháp đế cấp khác nhau, nhưng cũng đều không thể gây tổn thương cho Tiên Thiên Đế Quân chút nào. Công pháp đế cấp của Phục Khi Thị toàn bộ cũng đều đã bị phá đến không còn một mảnh. Dùng công pháp đã bị phá giải đi chiến đấu, ngoại trừ đầu hàng, liền chỉ có một con đường chết. Phốc một tiếng, Phục Bảo Chính quỳ xuống, dập đầu như giá tỏi về phía Tiên Thiên Đế Quân, gấp gao cao giọng nói: "Cầu xin đừng giết, cầu xin đừng giết ta." Phục Bảo Điền cũng vội vàng bận rộn quỳ xuống, cao giọng nói: "Ta nguyện ý quy hàng, nguyện ý quy hàng." Còn lại một người nữa, cũng là họ Phong, gọi là Phong Thần Vĩnh, một đầu tóc bạc, hắn cũng vội vàng quỳ mọp xuống, không ngừng van xin: "Nguyện hàng, nguyện hàng, khẩn cầu hạ thủ lưu tình." Lâu Chính Sư thôi động trận đồ thiên hà đại trận, thống hợp quy nhất mấy ngàn vạn đại quân, ngưng tụ ra một đạo thiên hà có được thực lực một đạo trong lục đạo của tồn tại đế cấp. Hắn đang muốn giết tới giải cứu đám người Phục Bảo Chính, đã nhìn thấy một màn đám người Phục Bảo Chính quỳ xuống xin hàng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng phẫn nộ ngập trời: "Đám lão khôn kiếp này quả thật không bằng cầm thú mà." Bàn Kê tế khởi đế binh của bàn Hồ Thị cũng chuẩn bị giết tới giải cứu, lại nhìn thấy một màn đám người Phục Bảo Chính quỳ gối trước mặt Tiên Thiên Đế Quân, cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh thủy sư bàn Hồ Thị phiến độn bỏ đi. Khó trách năm xưa hoàng tộc Phục Khi chiến bại, mấy lão giả kia thoạt nhìn bộ dạng thế ngoại cao nhân, vừa xuất thủ đã quỳ xuống, nửa điểm cốt khí cũng không còn, hoàng tộc Phục Khi sao có thể không bại được. Thủy sư Thiên Đình liên hợp với thủy sư bàn Hồ Thị không ngừng lui về phía sau, thủy sư Âm Khang Thị cũng không có truy sát mà nhân cơ hội thu binh, tiếp tục tế tự linh của Âm Khang Ma Đế vận chuyển thiên hạ chi châu bay đi. Tiên Thiên Đế Quân thu tay lại, nhìn ba lão giả tóc bạc như cước đang quỳ mọp trước mặt của mình, mỉm cười nói: "Ngươi là Phục Bảo Chính, ngươi là Phục Bảo Điền, mà ngươi hẳn là Phong Thần Vĩnh à? Năm xưa ta từng gặp các ngươi, Phục Bảo Chính, Phục Bảo Điền, các ngươi hẳn là nghĩa tử của Phục Thương đúng không? Các ngươi là chuyển thế tới Phục Khi Thị, trở thành môn hạ của Phục Thương, cầu được che chở, cầu được bao che. Phục Thương thu các ngươi làm nghĩa tử, ban cho các ngươi họ Phục." Phục Bảo Chính và Phục Bảo Điền liên tục gật đầu. Phục Bảo Điền cười lệnh nói: Chúng ta chỉ là giả ý chuyển tới dưới trướng của bọn họ, về sau chúng ta đã làm phản hắn, vì hủy diệt hoàng triều Phục Khi lập được công lao to lớn." "Ta biết rõ." Tiên Thiên Đế Quân lạnh nhạt nói: "Ta cũng không có tham dự trận chiến ấy, lúc đấy ta chỉ vừa mới xuất thế, được ân sư thu làm đệ tử." "Phong Thần Vĩnh, ngươi là xuất thân từ Hậu Điểu Bộ trong Phong Thị Thập Bộ sao? Ngươi phụ trách trông coi các thần ma có cánh trong thần tộc ma tộc thiên hạ." Phong Thần Vĩnh cười bồi nói: "Đúng vậy, năm xưa sau khi ta bỏ săn tà theo chính nghĩa, đã từng lén thông báo tin tức ở trong phế giới ngăn chặn phục sát tám dư nghiệt Phục Khi kia." Tiên Thiên Đế Quân không nặng không nhẹ nói: "Các ngươi là cỏ đầu tường, gió thổi hướng nào liền ngã về hướng đấy. Sau khi đầu nhập dưới trướng ta làm sao biết các ngươi sẽ không phản bội ta, giống như đã phản bội Phục Khi vậy. Bất quá ta không sợ các ngươi phản bội ta, sợ rằng tới hiện tại các ngươi còn chưa biết được ta rút cuộc là ai. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, còn nhớ vị tồn tại đã phong ấn Phục Khi thần tộc kia không?" Ánh mắt Phục Bảo Chính, Phục Bảo Điền và Phong Thần Vĩnh lộ ra thần sắc sợ hãi, thất thanh nói: "Người chính là tiểu đồng tử vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn ta sao?"
Tiên Thiên Đế Quân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Hiện tại các ngươi còn có lòng phản loạn nữa không?" Ba vị đại năng thượng cổ phủ phục trên mặt đất, cúi đầu thật sâu: "Tuyệt đối không dám có lòng phản loạn." Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả một tiếng nói: "Đứng lên đi, các ngươi đầu nhập vào chỗ ta, so với đầu nhập vào chỗ đế minh sẽ có tiền đồ quang minh hơn nhiều. Ta quả thật cũng có chỗ cần dùng tới các ngươi. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, sẽ có vinh hoa phú quý cho các ngươi hưởng dụng bất tận." Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Các ngươi bị nhốt trong thế ngoại chi địa một hơi chính là nhiều năm như vậy. Bất quá đi theo ta không giống như đi theo lão giả kia. Lão giả kia qua sông đoạn cầu, mà ta sẽ không như vậy." Ba vị đại năng đại hỉ liên tục dập đầu, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Dịch Quân có quyền lực quá lớn, cộng thêm thủy sư Âm Khang Thí lại càng như hổ thêm cánh, ít nhiều cũng cần có chút cường giả tới chế trụ hắn ta. Tử Quang chủ nội không thể chế trụ hắn, nhưng có ba lão giả này sẽ có thể hạn chế quyền lực của hắn được rồi. Ba lão giả này mặc dù vô cùng khốn kiếp, thế nhưng khốn kiếp cũng có tác dụng của khốn kiếp kìa." Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.